Phần giới thiệu bản thân, mỗi ứng cử viên sẽ có tối đa 3 phút để giới thiệu bản thân và các định hướng cho nhiệm kỳ tới. Technician cho xin slide tiếp theo. Đầu tiên xin mời bạn Trần Đăng Quang Vinh. Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi debate ngày hôm nay và đã ngồi tới giờ phút này. Mình xin tự giới thiệu lại, mình tên là Trần Đăng Quang Vinh, hiện mình đang học ngành Mathematical Science năm 2. Lý do mà mình muốn ứng cử vào vị trí này ấy, thì như bạn biết là cái khoảng thời gian đầu lúc mà mở đơn ấy, thật ra sau khi làm xong một nhiệm kỳ ấy, to be honest là mình thật sự không muốn làm tiếp một nhiệm kỳ nữa. Nhưng mà sau khi mà lúc mà mở đơn ấy, thì khoảng thời gian đầu rất là khó khăn vì chưa có ai apply cả. Thì mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều về cái vấn đề này, cũng có cảm thấy kiểu hơi có một chút gì đó nghĩa là giống như mình vẫn còn rất là có tình cảm rất nhiều ở NTU. Mình cảm thấy mình nhận được rất nhiều từ các anh chị ở đây, từ giúp mình từ mọi thứ, và mình muốn được làm một cái gì đó để thay đổi. Bởi vì sau một năm làm việc ở ban chấp hành thì mình nghĩ là mình nhìn ra được những gì còn thiếu, những gì cần thay đổi của VNTU này. Thì mục đích mình lên ứng cử là giống như kiểu if not you then who, đó là lý do mình muốn lên ứng cử lần này, để mình thay đổi. Và mình muốn, tại vì hàng năm thì các bạn freshman vào lại càng ít hơn ấy, thì cộng đồng mình lại càng nhỏ đi, thì những cái mình nhìn được như hiện tại nó sẽ không còn phù hợp trong vòng khoảng 2 năm nữa. Thì mình muốn có những thay đổi nhất định để đưa cộng đồng mình thực sự là một mái nhà, thật là sự là một ngôi nhà thứ hai của mọi người. Ok, mình xin hết. Xin mời bạn Lê Duy Khánh. Ok, so mình xin chào tất cả mọi người. Thì mình tên là Lê Duy Khánh, năm nay mình học Business Year 1 của Nhân dân Business School. Thì trước khi bắt đầu, mình thực sự mình muốn cảm ơn những con người đã giúp mình đứng hôm nay. Đó là Mia, Phục, Sơn, Đức Mục, Việt Lê và roommate của mình cũng là Thanh. Thì thật sự là quyết định đến ứng cử cho VNU President là một quyết định rất là khó khăn đối với mình. Có thể là khó khăn nhất của mình đối với năm nay, vì rất nhiều lý do cá nhân. Và trong thời gian qua thì nhiều khi sự mình đã muốn bỏ cuộc, nhưng mà nhờ sự giúp đỡ, ủng hộ và đóng góp của mọi người thì mình vẫn đứng được đây để có thể chia sẻ với mọi người vào hôm nay. Thì về bản thân mình thì mình đã nói rất nhiều trong forum rồi, thì có lẽ những đó mình cũng không nói lại. Hôm nay thì mình chỉ muốn nói rằng á, là đối với bản thân mình thì mình nghĩ VNDU là một cộng đồng được lập ra bởi và để phục vụ cho cộng đồng Việt Nam ở trường NDU. Thì tất cả mọi người ở đây cần phải được có tiếng nói trong tất cả những quyết định quan trọng của ban chấp hành. Những quyết định quan trọng ở đây không phải là chỉ bao gồm những election cho president, vice president hay là hon sen. Vì lúc nãy mình cũng nghe ví dụ em An rồi em Nhân và Bình có được họ có nói rằng đây chỉ là một cơ hội duy nhất để họ tiếng nói của họ được thực sự lắng nghe. Thì mình thực sự nghĩ đây là một cái vấn đề mà VNDU cần phải khắc phục và cải thiện trong năm sau. Thì có lẽ là năm sau thì định hướng lớn nhất của mình là lập ra một feedback channel để tất cả mọi người, tiếng nói của mọi người đều được lắng nghe, quan tâm và trả lời cho bởi ban chấp hành của VNDU. Vậy nếu bạn muốn tiếng nói của bạn được lắng nghe, quan tâm và thật sự có những event vui và bổ ích thì mình tên là Lê Duy Khánh. Xin cảm ơn mọi người. Tiếp đến sẽ là phần câu hỏi chung cho cả hai bạn ứng cử viên. Sẽ có một câu hỏi duy nhất cho cả hai bạn ứng cử viên. Mỗi bạn sẽ có tối đa 5 phút suy nghĩ, tổng tối đa suy nghĩ và trả lời là 5 phút. Câu hỏi chung. Hiện nay mọi người nhận thấy là số lượng các thành viên có nhiệt huyết và muốn cống hiến cho cộng đồng đang giảm dần. Vậy ý kiến và kế hoạch của bạn về vấn đề này như thế nào? Bạn nào muốn trả lời trước cũng được.
Em sẽ trả lời câu hỏi này là em nghĩ điều này là đúng. Có nghĩa là đúng là số lượng hiện nay thì số lượng người mà những senior có thể thấy qua các event tham dự họ không còn hứng thú nhiều với những event mà mình đang làm. Thì em nghĩ khả năng có thể là họ rất bận, hoặc có thể khả năng khác là ảnh hưởng từ những event trước của những năm học trước, chẳng hạn như là ví dụ họ tham gia CSD năm trước, họ cảm thấy CSD này không mang cho họ những lợi ích nhất định, hoặc là chỉ hướng tới một số những nhóm người nhất định, những ngành nhóm ngành nhất định, thì tất nhiên là nó sẽ có một ảnh hưởng bad effect vào cái event này vào năm sau. Thì em nghĩ đó là điều nghĩa là không thể nào tránh khỏi được rồi. Thì cái mà làm cho mọi người không còn hứng thú nữa là cái cách mà mình làm event, cái cách mà mình hoạt động, mình những cái event của mình làm thực sự nó mà chất lượng thì em nghĩ là có cái 2/9 và Tết là cái mình đầu tư nhiều nhất thôi. Còn những event còn lại thì thực sự nếu mà để đòi hỏi chất lượng thì không thể nào mình có thể làm lại, mình làm với trường được, tại vì trường có những event tương tự như vậy. Thì cái cách mà mình có thể tổ chức đó, thì mình ví dụ như là mình có AI sharing, có CSD thì có thể mình sẽ gom nó lại, mình làm một event thực sự chất lượng cho mọi người cùng tới để tham gia. Còn cái việc mà để khuyến khích làm sao á, em nghĩ làm sao để khuyến khích cho mọi người cùng tham gia nữa, thì có thể mình có thể là cái đầu tiên nghĩ tới có thể là chỉ là personal contact, có nghĩa là mình có thể lại thuyết phục họ và nói cho họ biết là eBay năm nay mình sẽ tính làm như thế này chẳng hạn vậy. Thì họ mình đưa cho họ một cái nhìn khác về cái cách mình sẽ làm event, cách mình sẽ hoạt động như thế nào, cái cách từng team sẽ làm hoạt động như thế nào, và nghĩ đó là cái mà mình có thể cuốn hút họ lại. Còn quyết định hay không thì em nghĩ là ở bản thân mỗi người thôi. Thì em nghĩ là điều này là một trong những điều mà cộng đồng mình đang gặp phải, thì mình phải tìm ra một cách để khắc phục nó bằng cách nâng cao chất lượng hơn, tạo những event thu hút họ hơn. Và đó là những gì nghĩ. Được. Thì lúc nãy mọi người cũng đã đóng góp là mình nên tập trung vào chủ đề hơn. Thì nói chung lần này mình đáp án của mình sẽ cũng có 3 phần. Thứ nhất là lý do mình nghĩ là vì sao mà các thành viên trở nên ít nhiệt huyết hơn với VNU là có 3 lý do. Thứ nhất là vì số lượng của thành viên của VNU đã giảm xuống, đó là một sự thật. Thứ hai nữa là có rất là nhiều event không chất lượng, repetitive và không được hưởng ứng nhiều bởi cộng đồng VNU. Thứ ba nữa là trong ban chấp hành gồm cả sub team thì có quá nhiều thành viên. Thì mình sẽ giải thích từng point một khi mình. Thứ nhất là số lượng của VNU giảm xuống thì đây là do vấn đề của policy của NDU khi mà họ select học sinh ở Việt Nam. Thì mình không thể nào ảnh hưởng đến cái quyết định của họ được. Thì giải quyết của mình là có thể mình tăng số lượng Việt Nam mà từ JCD lên. Thì có thể là mình, ví dụ năm ngoái thì đối với Tết với 2019 thì mình có mời những bạn, những junior của mình ở JC đi lên á. Thì mỗi khi mà họ thật sự là họ đi đến những event này, thật sự họ thấy cái cộng đồng Việt Nam ở đây rất là một cái cộng đồng rất là bonded. Thì mình nghĩ đây là một cái cách tốt để khuyến khích họ apply cho NU nhiều hơn, và họ không coi NUS là một cái superior so như mọi người thường nghĩ. Thứ hai nữa là có nhiều event không được hưởng ứng. Mình nghĩ là cái này phần lớn là do các event này nó repetitive với lại những hoạt động của các trường này tổ chức. Ví dụ như là đối với business và engineering thì họ đều có career sharing day. Thì mình thứ nhất là nói chung mình cũng hạn chế nên không được hưởng ứng nhiều, và những con người mà tổ chức như vậy thì họ cảm thấy là cái sức lực và thời gian của họ bị không được đền đáp bởi cộng đồng, nên họ càng trở nên là cảm thấy là họ không còn nhiệt huyết với cộng đồng nữa, tại vì họ thấy cái thời gian của họ không được phản ứng. Thứ ba nữa là có quá nhiều thành viên trong sub team và ban chấp hành. Thì mình nghĩ
là có nhiều thành viên thực sự họ không có trách nhiệm như là một cái thành viên thực sự của ban chấp hành. Thì mình đã nói rồi, cái này là đầu tiên thì đầu ra mình thấy là có nhiều con sâu làm rầu nồi canh. Thì những thành viên như vậy thực sự làm những thành viên còn lại cảm thấy là họ đang đóng góp quá nhiều so với những thành viên còn lại, và họ làm cho những con người còn lại làm cảm thấy ít nhiệt huyết hơn với cộng đồng. Thì cách giải quyết của mình và vấn đề này là nghĩ năm sau nếu mà mình lên president thì mình sẽ giảm số lượng các thành viên, mà mình chỉ thực sự chọn những con người mà có thứ nhất là nhiệt huyết, thứ hai nữa là trách nhiệm. Đó là hai yếu tố mà mình nghĩ là cần có một ở thành viên của ban chấp hành. Cảm ơn câu trả lời của Khánh. Mình có mấy điều muốn trao đổi với Khánh. Điều thứ nhất là bạn, cái điều mà bạn mới nói đây về việc select thành viên vào ban chấp hành. Ý mình là có gồm phải sắp team rồi. Sắp team. Thì bạn nói là bạn muốn chọn những người thực sự có nhiệt huyết. Nhưng mà cái thực tế là khi mà bạn tuyển các thành viên vào sắp team á, thì phần lớn sẽ chủ yếu là các bạn năm nhất hoặc là những bạn năm 2 chưa có nhiều cơ hội đóng góp, các bạn muốn thử sức. Thì bây giờ nếu như bạn nói là bạn chỉ tuyển những người nhiều hết nhất, thì những người mà họ đang muốn thử sức thì họ sẽ làm sao? Nói chung mình nghĩ ban chấp hành không phải là một nơi để chơi. Họ muốn thử sức nhưng mà thực sự họ phải có nhiệt huyết đóng góp và có là mình gọi là responsibility. Không phải họ vô ban chấp hành xong họ sẽ cảm thấy không thích xong không sao họ quit. Mình thấy là vì lý do mà có rất nhiều thành viên như vậy nên mình cảm thấy những thành viên còn lại thực sự là không còn. Đang nói chuyện sub team mà bạn sub team. Thứ nhất là bạn nói là bạn cần phải chọn những người nhiều huyết, nhưng mà bạn chọn từ đầu năm bây giờ freshman đăng ký thì làm sao mà biết bé nào là bé nhiệt huyết và bé nào là bé không nhiệt huyết? Thật ra thì mình thấy là quá trình selection có thể, ví dụ mình giống như là mình cũng có thể một cái interview mình thôi, không thực sự là interview, nhưng mà có thể mình họ nói với họ rồi xem thật sự họ có thực sự là có nhiệt huyết đối với NIU không. Với lại những freshman ấy, phần lớn họ tham gia sub team là từ FOC, thì qua cái quá trình FOC những cái team leader thực sự họ cũng có thể give recommendation about this student. Ví dụ như thực sự là qua FOC mình có thể thấy cách họ tham gia các hoạt động là thực sự mình có thể thấy họ thực sự có nhiệt huyết hay là có thực sự là có trách nhiệm hay không. Ví dụ trong một trò chơi họ lúc nào họ đến trễ rồi xong họ lúc nào họ cũng đi ăn muộn rồi xong họ cũng như leader nói này họ cũng nghe, thì làm sao mà những con người như vậy có thể là vô được sub team. Ok, mình tôn trọng ý kiến của bạn, nhưng mà mình nghĩ bạn nên kỹ lưỡng hơn và suy nghĩ kỹ hơn trong việc select cái này. Bởi vì đăng ký vào sub team ban chấp hành là một trong những hành động đầu tiên nó kích thích một người muốn tham gia vào BNDU. Mà nếu như ngay từ đầu năm anh phải một cái reject thì quá buồn. Mình nghĩ là criteria không cần phải quá chặt, nhưng mà cũng không phải quá lỏng như năm nay. Đó là tới cùng mình nghĩ mình không phải quá chặt như là để vô được 4 vị trí ở đầu, nhưng mà cũng không phải quá lỏng như năm nay. Ok, cái point thứ hai mình muốn lưu ý bạn là trao đổi với bạn là bạn nói rằng là có nhiều hoạt động của chúng ta lặp lại event của trường và bạn không muốn tổ chức cái đó, những cái hoạt động đó. Nhưng mà mình nghĩ là đôi khi có những hoạt động tuy trường được tổ chức nhưng thực sự nó không đi đúng vào cái vấn đề của mình, chẳng hạn như là việc alumni sharing chẳng hạn. Sinh viên Việt Nam đi tìm việc nó khác với sinh viên Singapore đi tìm việc, nó khác nhau nhiều lắm. Mình không lẽ cứ đến mà nghe cái bọn Singapore, Ấn Độ nó chém gió, mình thấy hai sự khác biệt đó là trong hoàn cảnh mình khác. Những alumni của mình là những người đi trước, họ hiểu và họ chia sẻ những cái thực nhất về cái cuộc sống của họ. Thì mình nghĩ những cái đó nó cần thiết hơn chứ. Bạn suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Nói chung, thực sự là mình cũng nghĩ về những cái, ví dụ như những cái career là networking day á. Thực sự nếu mà mình provide được cái value added cho những student, nghĩa là ngoại trừ on top của những cái chương trình của trường họ bị business á, mình thực sự mình provide một cái unique aspect. Vì sao? Người Việt Nam của mình có những cái đặc điểm như bạn nói, có nghĩa là khi mà mình gặp mình cũng sẽ có vấn đề, ví dụ mình là foreigner kiểu này nọ, những vấn đề đó không thể nào mà không được biết được ở local. Thì thực sự mình nên focus những cái đó, và mình thực sự khi mà mình quảng bá chương trình á, mình cần phải nói rõ là vì sao bạn nên chương trình này. Mà ngay cả khi mà bạn đã đến những chương trình của ví dụ như NBS rồi, thì mình là người ngoài mình không hề biết được. Mình khi mà mình thấy publicity như vậy là vẫn mình biết là có thể là đó là lý do thì là mình thấy là ví dụ team cũng đã rất cố gắng để tổ chức những chương trình rất là chuẩn bị rất kỳ lưỡng, nhưng mà vậy có thể là vấn đề của publicity họ chưa nhấn mạnh được những cái điểm khác biệt của chương trình career sharing day của mình đối với những chương trình mà được tạo ra bởi EAE hoặc là NBS. Thì đó cũng là một vấn đề của branding. Ok, cảm ơn hai bạn ứng cử viên. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần câu hỏi cá nhân cho từng bạn. Sẽ có tổng cộng là 2 câu hỏi dành riêng cho mỗi ứng cử viên.
và vẫn như thường lệ là người ta 5 phút để vừa suy nghĩ vừa trả lời được từng câu hỏi. 200 phút rồi đấy. Đầu tiên là câu hỏi cho bạn Vinh. Chủ tịch cần là một người nắm rõ và theo sát rất nhiều hoạt động của chương trình xuyên suốt một năm học. Thì trong năm nay, bạn là người phụ trách chính của chương trình Alumni Gathering. Tuy nhiên, chương trình vẫn chưa thu hút được các anh chị về tham dự cũng như tồn tại nhiều điểm hạn chế trong khâu chương trình nhưng mà tổ chức. Bạn nhìn nhận như thế nào về hiệu quả chỉ đạo quá trình chuẩn bị và tổ chức chương trình của mình? Nhưng là em xin nhận là event này đúng là thực sự là không thành công và lỗi chính là thuộc về em. Bởi vì từ trước khi event diễn ra thì em đã có một phần xem nhẹ event này. Bởi vì cái em nghĩ đến chỉ là để mọi người về tham gia với nhau là chính thôi. Cái chính là vậy. Còn có một số người nếu mà nghĩ là về thì trong ai lên nghe ảnh với anh chị hôm nay mà hiểu là mình về để mình xin tiền, xin tài trợ. Nhưng mà cái những cái gì mà em nghĩ chỉ là đơn giản chỉ là muốn đóng góp, muốn các anh chị về để có một ngày nào đó để vui chơi, để gặp nhau thôi. Thì chính vì cái lý do em xem nhẹ event này nên là cái khâu quản lý của em, quản lý nhân sự chưa chặt. Chẳng hạn như là em đã đặt trước deadline là 2 tuần chẳng hạn, thì ngay trước hôm đấy nghĩa là thôi trước đấy mà ngoài tới 1 tuần sau thì em boss group thì vẫn thấy là mọi người chả có feedback gì cả, thì em vẫn cứ nghĩ là ok mình vẫn có thể quản lý được. Thì tới khoảng trước đó khoảng vài ngày mới bắt đầu em mới nhận được kiểu flow chương trình, mới nhận được game. Thì sau đó thì em cũng có hối thúc mọi người, nhưng mà lúc đó mọi người chính vì mọi người quá bận thì nên là không thể nào mà đẩy thêm được nữa. Thì mãi tới trước event một ngày em mới nhận được slide, thì slide làm rất sơ sài. Thì tới ngày sáng hôm đấy em mới là người tự mình chỉnh lại hết toàn bộ mọi thứ. Thì cái event này đúng là thất bại là do lỗi của em. Đầu tiên là do lỗi của em. Cái sau đó thì em nghĩ là do cách, nghĩa là em qua bài này thì em học thêm một bài học, đó là không thể nào kiểu cứ liên lạc với mọi người như vậy và cứ để mọi người tự làm vậy xong tới deadline. Tại vì ngay nếu mà tới deadline một phát mà nếu mà mọi người lại đùng một phát mọi người bảo là làm không kịp thì mình cũng không có cách nào cả. Thì cái em muốn làm là phải approach mọi người thường xuyên, phải nhắn tin chẳng hạn, phải liên lạc, phải gọi điện để nói chuyện. Thì mình phải giữ được cái tiến độ đó cho tới hết. Thì event này nếu mà năm sau thì event này được, nếu mà được tổ chức nữa thì em muốn mình là người chịu trách nhiệm cho event này, em muốn mình tự làm lại event này để sửa sai. Và cái em muốn hướng đến sẽ là tạo một event khác mà có thể involve được tất cả mọi người, không tất cả các anh này muốn tham dự các batch, không chỉ là ví dụ như là có một số người từ các batch đã ra trường lâu rồi không thể nào cùng hòa cùng cái event nó được, thì có thể là mình sẽ chỉnh lại. Chẳng hạn như là có những cái clip này nọ không mình vô được hết mọi người, có thể năm sau mình sẽ bỏ đi thay vào những cái khác. Anh muốn hỏi thêm một câu nữa là thế thì từ sau cái event này em đã có thu được những cái điều gì từ cái event này? Như là các quản lý, tại vì ok nếu mà làm ở một tổ chức khác thì em nghĩ là các quản lý của em nghĩ là trước đây á, em nghĩ là ok. Nhưng mà vì VNVU mình thì trước giờ họ vẫn cứ nghĩ là ok, nghĩa là mọi người đặt cái priority của VNVU cuối cùng. Chẳng hạn như họ có 3 tổ chức thì nếu như phải bỏ một cái họ sẽ bỏ VNVU. Nên là nếu mà họ bận cái gì đấy họ muốn bỏ, họ sẽ bỏ VNVU. Thì đó là cái em nghĩ, thì mình phải đặt cái deadline xa hơn. Chẳng hạn mình phải liên tục phải thúc đẩy mọi người là ok ráng làm, nghĩa là không thể nào mà mình nói là ok nếu mày không làm thì mày có thể ra khỏi VNVU. Đó là điều rất khó, không phải khó nhưng mà tùy trường hợp thôi. Thì cái em học được là cách quản lý mọi người, cách làm một event thành công
có thể là cách quản lý, cách làm một event thành công, những tính chất mà event mà VNDU mình hiện có và cần phải làm gì để cải thiện. Cá nhân chị nghĩ cái câu hỏi này nó không yêu cầu em là đến năm sau em phải làm lại một cái event. Tức là em không nhất thiết phải là người in sẵn. Chỉ là chị nghĩ là cái này mọi người muốn nói hơn với em về cách em quản lý mọi người thôi. Thì không, cái đó chỉ là cái em đưa ra thôi. Còn cái quản lý mọi người thì tất nhiên là như em đã nói thì mình do là event này nếu mà năm sau muốn làm thì phải là phải cẩn thận hơn, thì mình phải có một cái plan cụ thể chẳng hạn. Chứ cái này không phải chỉ là một event, nó là rất nhiều event khác. Và em phải sử dụng cái bài học này cho tất cả các event còn. Đó thì những cái em học nãy giờ thì là không thể nào mình có thể để mọi người cứ thế mà làm, mình đưa ra một cái deadline như vậy được. Mình phải luôn luôn là nhắc nhở, có thể là nếu dưới mình có những người khác chẳng hạn, có những leader khác của từng sub team nhỏ chẳng hạn của một event đó, thì mình phải luôn luôn nhắc nhở mọi người, xong rồi mình phải nhắc mọi người để mọi người liên tục phải làm cho cái tiến độ của event nó được đi đúng. Thì em nghĩ với bản chất event của VNDU thì chỉ dừng lại ở mức đó thôi. Ok Vinh này, thì anh hỏi một câu nhỏ thôi là câu hỏi thực sự là muốn đánh giá khả năng lãnh đạo của em nhỉ? Em tự đánh giá khả năng lãnh đạo của mình quản lý team nhiều trong cái event vừa rồi. Tại vì thực sự là cũng nói với mọi người ở đây được biết luôn là cái event này thực ra là nghĩa là VPE mới là người in charge chính. Thế nhưng mà cái diễn ra là thực ra là mình lúc đấy đã có một việc đột xuất cho mình, cũng đã bàn giao lại cho Vinh. Thì cái việc bàn giao này thì nó cũng một phần lỗi ở mình là mình không liên lạc được chắc chắn giữa mình và VP năm trước là bạn Ngân và Vinh để cho xảy ra những cái việc đáng tiếc. Tuy nhiên ấy thì mình cũng báo cho Vinh khá sớm cho Vinh là đủ thời gian để chuẩn bị. Cho nên là trong cái thời gian chuẩn bị đấy thì Vinh đánh giá khả năng quản lý team nhà, tại vì anh thấy như là nhiều khi anh hỏi Vinh là làm ở đâu rồi thì Vinh bắt đầu mới hỏi mọi người. Đó là cái em vừa nói, đó là trước đây lúc mà em quản lý nhân sự ấy thì em đặt cái deadline, nghĩa là như cái thời trước em làm ấy, em chỉ đặt cái deadline cho mọi người, ok mọi người tới đó mọi người giao cho em cần deadline, em cần tại thời điểm đó em phải có những gì, thì đó là cái mà em đã sai lầm khi em áp dụng cái đấy vào event này. Thì đột một phát ngay trước event thì mọi người bảo là anh bận quá anh chưa kịp chẳng hạn như vậy, khoảng 2 ngày sau anh sẽ có cho em, thì nó làm cho những cái plan của em của event đó nó bắt đầu nó bị đẩy lại. Thì anh cũng lưu ý với Vinh là president thì sẽ phải cả năm sẽ phải theo sát tất cả cái hoạt động như thế, mà không phải là không thể mình cứ chỉ đặt deadline ra xong là kệ cho mọi người làm được, bởi vì để như thế thì đến lúc gần deadline rồi mà vẫn chưa có làm thì chắc chắn là event sẽ không hiệu quả rồi. Cái đấy thì anh chỉ lưu ý với cả mình thôi. Okay. Tiếp theo là câu hỏi cho bạn Lê Duy Khánh. Hiện tại bạn đang là một sinh viên năm nhất và mối quan hệ bạn bè trong cộng đồng của bạn chưa thực sự rộng rãi và thân thiết. Mà vị trí chủ tịch thì lại cần một người có tiếng nói cũng như ảnh hưởng mạnh trong cộng đồng. Vậy bạn nghĩ thế nào về vấn đề này? 5 phút bắt đầu. Mình có một lưu ý cho các bạn khán giả phía dưới là nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì các bạn take note lại để đến cuối chương trình chúng ta sẽ có, sau phần debate, president sẽ có phần trao đổi với cả các ứng cử viên, các bạn có thể hỏi ứng cử viên.
Mình xin trả lời câu hỏi của Việt Lê, đó là mình công nhận đây là một điểm yếu, cái đó là không cần phải nói gì nữa. Thì có nghĩa là đây cũng là một lý do vì sao mình rất là khó để có thể nộp đơn ứng cử viên, thì đây là một điều chắc chắn rồi. Thì nhưng mà mình nghĩ cái điểm yếu này thật sự là có thể khắc phục được, vì thật sự là hiện tại trong thực tế mình cũng tin rằng khoảng 2/3 thành viên đây thì không phải là phần lớn là có thể qua những hoạt động ví dụ như futsal hay là gym hay là swimming mình, hoặc là đi 24 giờ thì phần lớn mình có thể biết được mọi người qua những hành động đó, mặc dù có thể nó không official, nhưng mình thật sự mình nghĩ cái đó cũng là một phần của các hoạt động VNU, dù không official nhưng thật sự giúp kết nối giữa các thành viên của cộng đồng. Thứ hai nữa là làm sao mình để có thể khắc phục được điểm yếu này, có nghĩa là trong mình biết rằng là president thì thật sự chỉ chính thức lên chức vào ngày 29 năm sau. Thì có một giai đoạn transition này thì nói chung mình cũng nghĩ là mình sẽ sử dụng thời gian này để có thể gặp gỡ và tiếp xúc với các thành viên hơn, vì thật sự là năm sau mình muốn là có thật sự là có lắng nghe tiếng nói của mọi người nhiều hơn, mà nếu mà mình không biết được mọi người làm sao có thể lắng nghe tiếng nói của họ được, nên thật sự mình sử dụng cái thời gian transition này để mình gặp gỡ, nói chuyện và lắng nghe mọi người nhiều hơn. Thứ ba nữa là mình cũng nghĩ rằng là cái điểm yếu này có thể khắc phục bởi những cái kinh nghiệm của mình trước đây ở JC, khi mà mình đã làm những cái công tác hoạt động xã hội, hoặc là mình có thể làm president của những club hồi trước, và hiện tại mình cũng đã là executive member của Enactors VCB. Thì trước lại sẽ quen mọi người ở đó, thì lúc đầu ai cũng không biết nhau cả, nhưng mà vấn đề là sao mình có thể gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe những ý kiến của mọi người, đó là mình nghĩ đó là để mình sao mình có thể khắc phục được điểm yếu này. Chuyển sang tiếp câu hỏi tiếp theo cho bạn Vinh. Câu hỏi cho bạn Vinh là dựa trên câu trả lời của bạn trên diễn đàn, bạn muốn tăng cường thêm các hoạt động vui chơi giải trí cho cộng đồng. Định hướng này trong vài năm gần đây cũng được các ban chấp hành xem xét. Vậy bạn có dự định nào mới cho các hoạt động giải trí cho cộng đồng để thực hiện thực hóa định hướng của bạn không? Cái em nghĩ là ok, vài năm gần đây ý kiến này đã được ban chấp hành xem xét, nhưng mà chưa có ban chấp hành nào làm được cả. Tại vì muốn là một chuyện, nhưng mà sau đấy như năm nay em thấy đầu năm mọi người đã có rất là nhiều ý kiến khác nhau, nhưng mà sau đấy thì gần như cái format của mình lại theo năm trước, nó không có một chuyển biến nhất định, nó vẫn cứ như thế theo năm trước. Thì cái dự định mới của em cho hoạt động giải trí đó là, như em thấy là CSD, AI Sharing, OK CND, những hoạt động học thuật này em muốn gom lại là một hoạt động thôi. Tại vì CSD khoảng thời gian tổ chức thực sự không hợp lý, tại vì lúc đó ngay cả các bạn freshman hay là có cả năm 2, năm 3 có đi tham dự đi nữa ấy, thì các bạn, nghĩa là cái thời điểm đó gần như là mấy cái job này nọ, internship này nọ nó đã close ngay tại thời điểm đó rồi, nó chỉ còn một vài cái nó còn lại thôi. Thì cái thật sự cái CSD nó thật sự nó không thực sự hợp lý. Cái AI, nghĩa là trong một năm mà có quá nhiều những hoạt động như vậy ấy, thì cái điều mà mọi người tới ít nó sẽ là điều hiển nhiên thôi. Thì em muốn nó gom lại là một hoạt động thực sự chất lượng vào đầu năm, và khoảng thời gian không hẳn là đầu năm, mà khoảng thời gian có thể là tháng 11 chẳng hạn, để mọi người bắt đầu chuẩn bị cho CV, chuẩn bị cho interview, chuẩn bị AIA, có việc chuẩn bị hợp lý hơn. Thì đó là cái thứ nhất, em muốn là những event học thuật được thu nhỏ lại, được gom nhỏ lại. Cái thứ hai là để làm thế nào để tăng cường. Thì cái dự định đầu tiên của em muốn mang cái event Unique U trở lại. Đó là một event, mọi người có thể hiểu năm nay là OK, VNU Got Talent, nhưng mà nó không hẳn là open only for Vietnamese student, but cho tất cả các bạn, có thể là cho tất cả, cho một open cho các IUC khác chẳng hạn. Thì đó là một event có thể thu hút được mọi người hơn, và cũng là một phần có thể mình có thể là kết hợp với các IUC khác hơn. Còn có thể là mình có thể tăng thêm một số event, chẳng hạn như là sport competition vừa rồi, nếu mà mọi người có suggestion là tổ chức vào kỳ 2,
nếu mình xem xét được mình có thể ok tổ chức vào kỳ 2 nữa cho mọi người có thể tham gia. Có thể là event như chẳng hạn như đợt vừa rồi thì AI Sharing nằm ngay trước Trung Thu hay sau Trung Thu đó em không nhớ rõ, thì ok em có thể thấy đó là một event Trung Thu cho mọi người đi chơi outing chẳng hạn. Đó là những event mà em nghĩ trước mắt có thể là hoạt động vui chơi giải trí thì có thể là kết hợp với cả FOC, như FOC vừa rồi có một cái outing day khá ok, thì nếu được mình có thể kết hợp với FOC vào kỳ 2 để có thể một phần cho FOC train cho các bạn đó, một phần khác là mình có những event chỉ đơn giản chỉ là nghĩa là vui chơi giải trí thôi. Còn em không muốn hướng quá nhiều về học thuật, bởi vì như khoảng thời gian nếu mà em lên 54 á thì cộng đồng mình chỉ còn khoảng 120 người. Trong 120 người đó thì chưa chắc được bao nhiêu, chưa chắc được 40 người có thể tham gia được các event của VNTU nữa. Thì những event của mình sẽ càng ngày càng nhỏ dần, thì cái em muốn hướng đến chỉ là ok mọi người tới VNTU mọi người gặp gỡ nhau, mọi người chơi, mọi người thư giãn. Những cái còn lại như mọi người học trên trường đã quá nặng rồi. Mọi người có, và em muốn hướng tới có các hoạt động khác để hướng mọi người ra ngoài hơn, hướng mọi người ra ngoài hơn là chỉ tổ chức những event về học thuật như vậy. Ngoài đây ta có thể tổ chức với cả Vietnamese Association hoặc là có thể là với ok tới đó thôi. Anh có hỏi cái này, em có đề cập đến việc là muốn đưa EBITU trở lại đúng không? Vâng. Để thực hiện được thì thực ra để thực hiện một cái event có quy mô lớn như thế thì đòi hỏi rất nhiều mặt nhân lực như là tài chính. Vậy thì em nghĩ là có những cái khó khăn gì? Khó khăn thì mình chỉ có khó khăn về tài chính. Nhân lực thì em nghĩ có một phần nhân lực, khó khăn về nhân lực đó là khoảng thời điểm có thể là trước đó mình đã có một cái test session mọi người đó rất là mệt, thì đó là cái khó khăn nhân lực em nghĩ đến. Còn về về vấn đề về tiền nông ấy, về vấn đề về quỹ ấy, thì theo được biết thì chúng ta đang có một phần quỹ sắp tới sẽ có thể vào, thì em có thể lấy phần đó để tổ chức event này để thu hút hơn, và những năm sau họ sẽ tiếp tục đẩy những cái số tiền nó lại cho mình. Em cũng công nhận là có khó khăn về mặt nhân lực đúng không? Mà trong những cái câu hỏi trước em cũng nói là bây giờ về số lượng những người nhiệt huyết và muốn cống hiến cho VNU bây giờ là giảm dần rồi, thì làm thế nào để chúng ta có thể đưa trở lại được Unique trở lại trong cái tình trạng như mình? Cái mọi người anh câu hỏi vừa rồi. Câu hỏi của anh là trong tình trạng thiếu thốn nhân lực và những người có nhiệt huyết với cộng đồng như thế, làm sao để em có thể tổ chức được Unique, một event có quy mô rất lớn và đòi hỏi rất nhiều về nhân lực cũng như là các nhiều vấn đề khác có thể tổ chức? Các em nghĩ thì không hẳn mình phải tổ chức cực kỳ lớn, không hẳn mình phải mời ca sĩ từ đâu đến, không hẳn mình phải làm tất cả những cái việc đó. Mình có thể tạo một event không quá lớn nhưng mà cũng không phải là nhỏ, nghĩa là mình có thể tạo một event để thu hút, nghĩa là thu hút mà gọi là để có thể có một sân chơi cho mọi người ở đây. Cái tính chất của event nó quan trọng hơn là cái độ lớn của cái event đó. Thì theo như em thì về vấn đề nhân lực thì mình có thể, tại vì em nghĩ chỗ nào vui thì em đến thôi, thì nếu mà cùng nhau tạo một cái event mà về giải trí vui vẻ như vậy thì mình có thể dễ thuyết phục mọi người hơn là cùng nhau tạo một event như CND chẳng hạn. Chị có hai vấn đề không hiểu lắm trong câu trả lời của em. Nhất là về vấn đề nhân lực, em về cái quy mô của cái chương trình, em định cái quy mô đấy nó lớn cỡ nào, bởi vì nếu như mà em expect nó ở một cái quy mô nhất định thì nó sẽ cần chắc chắn là phải cần một lượng người nhất định, sẽ không thể nào lấy ít hơn được.
và những người đó là những người tổ chức, tức là họ có trách nhiệm chứ không phải là những người chỉ đến vui và chơi. À, điều thứ hai là về vấn đề tài chính. Về vấn đề tài chính thì tất cả các năm trước UNITU hoặc những cái sự kiện lớn như vậy đều lỗ, và lỗ rất nhiều. Tức là chúng ta phải tự bỏ quỹ của mình ra. Và nghe là CFC cũng biết là tất cả các event của mình đa phần mình đều bỏ tiền vốn ra, kể cả và nếu như mà cứ event nào em cũng quyết định bỏ tiền vốn ra thì em thu lại như thế nào khi mà cái lượng tiền vào chưa chắc nó chẳng qua là năm nay chúng ta may mắn chúng ta được nhiều. Thì đó là cái em muốn tiếp tục vào năm sau. Tức là thế này nhá, tức là tiền vào của em chưa chắc nhưng mà em lại muốn chi ra quá nhiều. Và theo như chị nghĩ chúng ta phải tiếp tục củng cố cái lượng tiền vốn của chúng ta thay vì việc cứ tiếp tục tiêu, cứ có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Cái đấy nó sẽ đảm bảo cho cái chất lượng hoạt động cho rất nhiều năm sau, chứ không phải là cứ mỗi năm truyền lại 1.000, mỗi năm truyền lại 1.000. Cái 1.000 đấy nó không đáng là bao nhiêu. Thì tại vì cái lý do mà em muốn cái event nó trở lại là tại vì sau năm nay mình được, có thể mình may mắn được một support từ công ty, thì em muốn dùng event đó để tiếp tục, năm sau mình lại tiếp tục có một khoản tiền đó nữa. Và nghĩa là cái việc lỗ hay không á, nó nằm ở CFC chứ không phải là nó nằm ở, tại vì ok bây giờ event nó như vậy đúng không, CFC cho 900 thì mọi người còn lại plan như thế nào để nó có thể ok lỗ lên tới 1.000 thôi. Còn cái vấn đề mà cái unit dư lỗ quá nhiều đó là do bản thân những người làm, những người đã làm, chứ không liên quan gì tới cái việc là event đó, chính vì event đó nên mình lỗ. Còn về quy mô thì như em nói thì quy mô thì mình có thể không phải làm quá lớn, chẳng hạn như là ok mình có thể là hướng tới chẳng hạn như là khoảng như Tết vừa rồi, nghĩa là số lượng, ước tính số lượng mà mình thu được, nghĩa phải ước tính số lượng mà participant đó. Đơn giản là em ước tính quy mô là bao nhiêu người tham gia và bao nhiêu người tổ chức. Quy mô tầm 30 người tổ chức tham gia, 200 người tham gia. Cảm ơn câu trả lời của Vinh. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua câu hỏi cá nhân thứ hai cho Lê Duy Khánh. Trong câu trả lời trên forum, bạn có ý tưởng về việc mời bạn bè quốc tế đến tham dự chương trình của mình và tham gia cả vào phần khâu tổ chức, ví dụ như là việc đóng kịch chung trong dịp mùng 2 tháng 9. Thì bạn nghĩ có những khó khăn nào bạn có thể gặp phải mà khi thực hiện ý tưởng này? 5 phút bắt đầu. Mình xin trả lời luôn. Thì mình nghĩ đây là một cái điều cần thiết để có thể tiếp tục các hoạt động vào năm sau. Đó là lý do vì sao mình sợ nhấn mạnh vào vấn đề này. Thì những cái những khó khăn mà mình có thể gặp năm nay là chủ yếu là có thể ba. Thứ nhất là làm sao mình có thể thu hút được các bạn
thu hút được các bạn nước ngoài để có thể đóng cho chúng mình vì thu hút các bạn nước ngoài có thể đóng cho mình vì thực sự là vấn đề về language, về tiếng nói và vấn đề về culture cũng là một vấn đề mà vì sao các bạn nước ngoài không thể giúp bọn mình. Thì làm sao mà để hấp dẫn thêm thì mình phải thực sự là nhờ vào các bạn, các thành viên của VNU giúp đỡ, vì các bạn phải sử dụng các mối quan hệ của mình. Ví dụ năm nay mình có thấy Tú Linh với lại Mia đã mời được rất nhiều bạn nước ngoài về, thì mình nghĩ đây là một bước tốt, bước đầu tốt trong việc này. Thứ hai vấn đề thứ hai nữa là về cái vấn đề về commitment của các bạn nước ngoài, tại vì dù sao mình cũng chỉ là khách, họ chỉ là khách mời của mình, thì làm sao mình có thể chắc chắn rằng họ có thể theo chương trình của mình đến cùng. Vì ví dụ năm ngoái thì ví dụ mình đóng kịch nên mình thấy đóng kịch rất là mệt, ví dụ mình có thể tập đến 3-4 giờ sáng là chuyện bình thường, thì làm sao mình có thể thuyết phục được họ để có thể theo được chương trình đến cùng. Thì mình nghĩ là đó là lý do xem mình thực sự là lúc đầu mình muốn cho họ vào những cái vai phụ, có nghĩa là những cái vai mà không quan trọng lắm, thì mình nghĩ cái gì nó phải bắt đầu từ nhỏ trước, còn sau này nếu mà mình thực sự muốn cho họ là những vai trò quan trọng hơn thì đó là những năm sau có thể bắt đầu từ bước nhỏ như này. Thứ ba nữa là liệu đối với cộng đồng VNU thì họ có thích cái sự thay đổi này không. Thì mình nghĩ vấn đề này thì mình nói chung là mình phải nhờ VPI để có thể làm công tác tư tưởng đối với nội bộ. Mình phải nói với họ vì sao là chúng ta cần phải những thay đổi như thế này, và vì sao những thay đổi như thế này lại giúp cho cộng đồng VNU phát triển hơn trong tương lai. Thì đó là ba khó khăn và cách giải quyết của mình khi mà mình thực hiện cái kế hoạch này. Xin mời. Mình có câu hỏi này cho Khánh. Thì bạn nói là muốn kiểu thu hút các bạn bè quốc tế qua các personal contact rồi đến tham dự các event, kiểu như từng người một đến qua những cá nhân nhỏ lẻ thôi đúng không? Thì bạn có muốn tổ chức một event thực sự kết hợp với cả các club khác hay là các IUC khác không, hay là chỉ thông qua các cái nhỏ lẻ như vậy không? Chung thì quan điểm của mình lúc nào là cũng bắt đầu từ những cái nhỏ trước, không phải là có thể một năm mà mình có thể mang ra một cái thay đổi quá lớn như vậy thì cộng đồng VNU có thể là không chấp nhận. Nhưng mà nói chung mình cũng đã suy nghĩ đến về cái international culture của trường, thì có lẽ là năm nay mình có thể bàn hơn với các bạn chấp hành vì làm sao để có thể tránh ra những cái lỗi của năm ngoái, ví dụ như là last minute hay là thực sự là không có organization gì trong cái culture, trong cái event đó. Nói chung là có thể là mình sẽ bắt đầu tay chắc chắn là cái tịch là sẽ có các bạn nước ngoài tham gia, còn cái việc mà tổ chức event lớn hơn thì không thể mình quyết định được, mà thật sự là phải nhờ ban chấp hành nữa. Nhưng mà nói chung mình thì cũng sẽ, nói chung là đối với bản thân mình thì mình cũng mong muốn có những chương trình như vậy, vì thật sự là các bạn VNU đây thì giống như hồi trước Việt Lê đã nói, thì VNU như là vừa là ngôi nhà, còn Singapore là nơi làm việc, thì phải balance giữa hai bên. Mình cũng không muốn cộng đồng VNU suốt ngày cứ quanh quẩn cộng đồng VNU và họ quên đi cuộc sống của họ. Thì đó là lý do của mình vì sao mình muốn cộng đồng VNU trở nên mở rộng hơn và thu hút các cộng đồng quốc tế. Chị có một câu hỏi cho em là tại vì kiểu nhiều những cái event như là nhân dịp mùng 2 tháng 9 hoặc là Tết ấy, thì thực ra là last minute về venue hoặc là last minute về program không nghĩa là kiểu không phải hoàn toàn là lỗi của các bạn organizer, mà là do trường đã không ý em là last minute của event international culture năm nay chứ không phải là lỗi của anh chị. Ý của em là ICPF của năm nay. Nhưng mà ICPF cũng là một cái mà mình không thể control được. Thì em, đó là lý do vì sao em cũng phải ban chấp hành làm sao để khắc phục những lỗi như vậy. Chứ còn mình, em biết là ví dụ như 29 tới Tết thì một phần cũng là do nhà trường, vì họ cũng phải thông qua những cái nội dung rồi thật sự họ có approve hoạt động của mình hay không. Thì nói chung là em cũng rõ, như em nói về hoạt động International
cultural fair. Câu hỏi của chị là nếu mà trong trường hợp như là SCL hoàn toàn sẽ không đồng ý là sẽ tổ chức những cái, nghĩa là sẽ cho phép tổ chức những hoạt động như thế nữa, và một khi SCL nói là không đồng ý thì năm nay sẽ là năm cuối cùng nhà trường sẽ hỗ trợ, và SCL sẽ hỗ trợ về venue rồi về tiền các thứ ấy, thì chị muốn hỏi em là em có tiếp tục, nghĩa là em sẽ tìm cách khác, ví dụ như là venue ngoài trường hoặc là organize, nghĩa là in junction với các tổ chức khác để tổ chức như kiểu Tết hay không, hay là em sẽ chỉ tổ chức một event chung với nhà trường? Tại vì nghĩa là kiểu từ trước, nghĩa là từ đầu buổi đến giờ thì các bạn cũng nói là Tết rất là important, hay chính là important, thì chị cũng muốn biết là cái direction như thế nào, nếu mà Vinh cũng muốn trả lời. Em có thể trả lời như muốn. Thì nói chung thì nhất là em chuyện đương nhiên là em phải thực sự là thuyết phục SEO về các hoạt động Tết và hành chính của mình, thì tại vì em nghĩ bản thân thì có thể năm ngoái mình có thể chưa address đối với SEO, nhưng mà hôm nay năm nay em nghĩ thì thực sự những hoạt động như 29 và Tết thực sự là cũng có bring ra những cái benefit đối với họ. Ví dụ như là thực sự ở đây là một dịp, ví dụ mình mời những bạn DC lên thì thực sự đây cũng đây là một dịp quảng bá với trường, và xong cũng là giúp đỡ các bạn freshman này nọ adapt với lại môi trường này, thì nói chung thứ nhất là em sẽ cố gắng thuyết phục SEO để cho tiếp tục ra những hoạt động năm ngoái. Nhưng mà nếu mà trường hợp của chị thật sự là diễn ra, ví dụ như thật sự là SEO là chết, đa là không chấp nhận những hoạt động của mình, thì VNU thì nói chung Tết với lại 29 một gì đó là nó là của VNU rồi, mình không thể nào mà có thể bỏ được, thì chắc chắn là em sẽ tìm những phương thức khác. Ví dụ như có thể như năm nay là mình tổ chức với lại Cultural Night, hoặc là thật sự nếu mà thật sự không thể tổ chức được trong trường nữa thì em nghĩ là thật sự mình có thể thuê venue ở ngoài. Thì em nghĩ cái venue ở ngoài thì mình thật sự mình phải balance giữa cái cost để thuê cái venue ở ngoài, vì thật sự là ở ngoài rất là đắt đỏ. Thì nói chung cái đó là mình còn phải thông qua ban chấp hành nữa để xem là cái funding của năm sau như thế nào. Chứ còn bây giờ nếu mà nó là tổ chức ở đâu nữa thì nói chung em cũng không thể nào trả lời được. Còn với chị Anh là cách tổ chức. Và chị là direction của em như thế nào nếu như mà SEO sẽ hoàn toàn không approve những event của mình nữa? Như event 2 tháng 9 năm nay thì cách mình làm đó là hướng tới một buổi có thể gọi là hướng ra giúp cho bạn bè quốc tế hiểu về cái culture của mình. Thì như em làm, thì nếu mà em sẽ làm thì cách thì năm sau em sẽ có thể là vẫn sẽ tiếp tục bằng cái hướng đi đó, có thể là thay vì vậy thì mình có thể làm một buổi chẳng hạn như là nói về 1000 năm Việt Nam chẳng hạn, mình có thể là xuyên suốt đó thì chẳng hạn mình có thể mời các performer từ các IUC khác để cùng tham dự, thì cái hướng đi về các event 2 tháng 9 và Tết vẫn sẽ như vậy, Tết sẽ đẩy mạnh hơn để có thể được approve từ trường hơn. Cảm ơn hai bạn. Xin lỗi mọi người, cho phép mình hỏi một câu không liên quan đến cái đống event nãy giờ. Mình thì mình tin là các bạn khi mà trở thành president thì cái kiểu gì cũng sẽ làm được event thôi. Mình muốn hỏi các bạn, chia sẻ các bạn trước điều này. Tức là khi mà trở thành một cái thằng president á, nó có hai cái khoảnh khắc sung sướng nhất. Khoảnh khắc thứ nhất là lúc các bạn step up, tức là lúc các bạn trở thành president của VNTU. Và khoảnh khắc thứ hai các bạn cũng biết, đó chính là lúc step down, cái lúc mà các bạn đã xong hết mọi thứ rồi. Chứ còn lại cái giữa cái hai cái khoảnh khắc đó thì các bạn gần như chỉ có ăn hành thôi. Các bạn sẽ cảm thấy là nó mệt khủng khiếp. Nếu bạn làm sếp của công ty, bạn có lương, còn làm cho VNTU president thì chả có đồng lương nào cả. Đó, thì cái mà mình muốn hỏi các bạn là liệu các bạn có dám khẳng định với cộng đồng là các bạn có đủ cái lực, có đủ cái nhiệt huyết để đi theo cộng đồng cho đến tận cái ngày đi từ cái lúc start up đến lúc start down. Và câu hỏi này mình không cần các bạn nói là tôi có, mình cần các bạn trả lời là giả sử, let's say, VPI của các bạn bỏ cuộc vì đã quá mệt, vì tổ chức event không ai thích cả, các thứ, anh ấy cũng bỏ cuộc, bạn sẽ nói gì với VPI của bạn lúc đó? Bởi vì mình tin là chính những lúc nói đó các bạn phải nói chính từ con người các bạn, chứ các bạn không thể nói hoài nói bướm lên được. Chặt. Thì đó là điều mình muốn hỏi các bạn sẽ nói gì khi mà VPI hoặc là một thành viên cốt cán của các bạn bỏ cuộc? Cái em muốn nói là
phải, cái em muốn làm là sẽ động viên là cái chắc chắn. Tại vì trong cộng đồng mình, khi mà trong cái máy chấp hành chẳng hạn, khi mà một người đã mất lửa thì những người còn lại phải là người giữ lửa, phải là người kéo BPI lên. Không nếu mà tất cả những thành viên còn lại đều ok event này chán quá, thế là cảm thấy nghỉ thì cộng đồng mình sẽ chẳng đi đến đâu cả. Thì cái em muốn nói chuyện với BPI á là thứ nhất, em trước tiên á em phải nói với bản thân mình trước, nghĩa là ok tại sao tới giờ phút này mình vẫn còn ở vị trí này, tại sao mình lại vẫn tiếp tục đóng góp cho cộng đồng. Và tại em tin rằng khi mà em chia sẻ thật lòng những cái gì mà em đang làm và em sẽ làm, và những cái mà em để lại cho cộng đồng, thì BVI cũng sẽ chia sẻ với em là ok tại sao lại không muốn làm nữa, tại sao lại chán, hay là lúc nào em sẽ biết được có là nguyên nhân tại sao, thì sẽ cùng với những người còn lại của ban chấp hành để giải quyết. Ok Vinh, còn Khánh sẽ nói gì với BVI? Thì nói chung là mình cũng biết được hai ngày vui nhất là ngày đi lên và ngày đi xuống, thì nói chung trong thời gian giữa thì mình nhìn việc lên là mình cũng biết rồi. Thì nói chung là đây cũng là một vấn đề là vì sao mình quyết định này thực sự là một quyết định khó khăn nhất của mình trong năm nay. Thì nếu thực sự là cái hoàn cảnh nó ra xảy ra là VPI thực sự là muốn quyết khỏi cái ban chấp hành, thì việc đầu tiên mình sẽ thực sự là lắng nghe và xem vì sao lại như vậy. Thực sự là mình muốn hỏi là vì sao là VPI lại muốn step down như vậy. Thì tại vì mình biết rằng là những con người ở đây, bốn thành viên VPI ở đây, thực sự là lúc này, thực sự là lúc họ rất là passionate đối với cộng đồng. Thì vì sao là từ cái thời gian đó cho đến cái thời gian ở đây cho đến cái thời gian họ muốn step down á, thì chuyện gì xảy ra lại khiến họ cảm thấy mất cái ngọn lửa đi như vậy. Thì mình sẽ cố gắng hết sức là mình khôi lại ngọn lửa của nó. Mình có thể là mình nói cho họ là họ đã cống hiến nhiều như thế nào vào cộng đồng, rồi thật sự là cộng đồng cầm họ như thế nào. Vì thật sự là mình biết là ban chấp hành lúc nào cũng là làm việc rất vất vả, đó là mình chắc chắn rồi. Thì và có thể là nếu thật sự là những cái lý do đó của VBI mình có thể giải quyết được, thì mình sẽ trong phạm vi cá nhân mình sẽ cố gắng giải quyết. Ý là có nghĩa là vì sao cái lý do mà vì sao họ VBI muốn xếp đao thì mình sẽ giải quyết những lý do đó, cố gắng hết sức có thể. Còn thật sự là cái từng người như thế nào thì thật sự mình phải hiểu được cái lý do như thế nào thì mình có thể giải quyết được. Chứ không thể ví dụ mình bạn nói như này mình có thể giải quyết như là ABC như mình. Cảm ơn các bạn. Thì thật ra điều mà mình mong đợi nghe câu trả lời từ các bạn thì tất nhiên ngoài những cái điều các bạn nói cũng đúng, nhưng mà mình mong các bạn cũng nên nghĩ là khi mà một con người trong ban chấp hành mà họ bắt đầu mệt á, thì tất nhiên là họ cần có một khoảng thời gian để bắt đầu xả hơi, để lấy lại hơi. Chính lúc đó các bạn phải thực sự dũng cảm gánh hết những việc của họ. Các bạn gánh việc của họ. Vì mình nghĩ đến trước giờ President là cũng thế, cũng phải đứng trong cái tâm thế là ok, cầu thủ này mà có dấu hiệu lan man không làm được thì mình phải gánh trước đã, để họ có thời gian relax, họ có thời gian lấy lại hơi. Thì khi mà họ lấy lại được cái hơi mình mới đưa họ về lại, chứ đừng có vội vã đưa mọi người trở lại với cộng đồng. Thì đó là điều quan trọng mình muốn nói với các bạn, bởi vì gánh việc của người khác là một điều không hề ngon chút nào cả, mệt lắm. Nhưng mà các bạn nên sẵn sàng tâm lý như thế khi làm President, vì các bạn được cả cộng đồng bầu lên mà. Ok, cảm ơn các bạn nhiều. Ok, cảm ơn các bạn. Tiếp sau đây thì sẽ là phần câu hỏi tình huống. Mời tiếp theo. Câu hỏi tình huống này thì các ứng cử viên President cũng đã được thông báo trước, email trước. Đây là câu hỏi tình huống sẽ cần sự tham gia của tất cả các ứng cử viên, tất cả ứng cử viên còn lại các vị trí. Và từng ứng cử viên, các vị trí sẽ bốc thăm để chia vào hai nhóm và sẽ làm một ban chấp hành trong nhiệm kỳ tới. Các ứng cử viên sẽ đóng vai trò của vị trí của mình đang ứng cử trong ban chấp hành giả lập này và cùng chủ tịch thảo luận trong buổi họp. Bởi vì chúng ta có 4 VPI cho nên là mỗi nhóm sẽ có 2 VPI và hai bạn này thì sẽ san sẻ cái nhiệm vụ của VPI, coi như là hai thành viên quan trọng có nhiệt huyết với cộng đồng. Và mỗi nhóm sẽ có tổng cộng là, bây giờ tại vì thời gian không còn nhiều nữa, bây giờ mình sẽ rút thời gian xuống sẽ còn 10 phút tổng cộng cho mỗi nhóm cho buổi họp này. Và sau 10 phút thì các bạn sẽ phải đưa ra quyết định cuối cùng cho vấn đề.
Bây giờ các ứng cử viên có thể bốc thăm chia vào hai nhóm. Mình mời cặp đôi, từng cặp đôi trước. Bây giờ đến bốc trước. Đến ứng cử viên VPE. Mọi người có thể ở nguyên vị trí của mình, bởi vì sau đấy thì team số 1 sẽ ở lại và team số 2 thì đi ra ngoài. Mình cũng lưu ý với mọi người thì đây là phần phần câu hỏi cuối cùng cho phần debate này. Sau đây, sau phần này sẽ là phần trao đổi với cộng đồng. Tiếp theo cho xin slide tiếp theo. Nội dung của buổi họp này thì sẽ là với tư cách là chủ tịch của ban chấp hành nhiệm kỳ tiếp theo, bạn hãy điều hành buổi họp để thống nhất cấu trúc các vị trí còn lại trong ban chấp hành và các sub team trong năm học tới. Các bạn ứng cử viên đã rõ tình huống, câu hỏi tình huống chưa? Ok, vậy thời gian 10 phút bắt đầu. Ok, xin mời. Thì chào mọi người đến buổi họp đầu tiên của mình. Thì buổi họp này thì chủ yếu là mình để thống nhất cấu trúc các vị trí còn lại trong ban chấp hành và các sạc team trong năm tới. Thì nói chung mọi người cứ thoải mái nói, tất cả mọi người còn lại sẽ lắng nghe, không có ai đúng và sai cả, miễn sao mọi người có thể nói được lý do của mình như vậy thì sẽ không ai là đúng hay sai cả. Thì thứ nhất đó là em giúp anh check note lại những cái buổi họp. Rồi thứ hai nữa, mình sẽ đi theo cấu trúc như thế này, thì mình sẽ discuss dựa vào cấu trúc của năm ngoái, có nghĩa là dựa vào cái team năm ngoái có là gồm có PNP, PND, CNO này nọ. Rồi mình sẽ nói về điểm mạnh, điểm yếu, và nếu mà có điểm yếu thì mình sẽ nói là vì sao lại làm sao để khắc phục như vậy. Và xong cuối cùng em nghĩ là mình giữ team này như không. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là mình
vấn đề thứ hai là mình có muốn bổ sung bài tin nào không, thì mình dựa vào các nguyên tắc đó thì mình đổi tiến hành buổi họp. Mọi người rõ hết chưa? Ok, thì thứ nhất là mình sẽ tiến hành vào thứ nhất là vị trí PNP. Thì mình muốn nghe ý kiến của tất cả mọi người và bắt đầu bên trái mình thì quan trọng. Thì team PNP trước nay lúc nào cũng là team quan trọng trong ban chấp hành, vẫn ủng hộ việc là giữ nguyên cấu trúc của team PNP, chỉ có thể là xem xét lại hoạt động team. Thế thì các bạn tin ra rồi có thể là tập hợp được khá nhiều con người có chuyên môn, có sản phẩm như là poster hay trailer thì có chất lượng. Cái điểm yếu theo em thấy thì là nó liên quan đến mặt marketing hơn, đó là làm PR chưa được tốt lắm, dẫn đến là một số event là không thu hút được nhiều người xem. Solution thì cái này theo nghĩ là cũng là phần do thành viên trong team, thì chưa có những người mà có năng lực tốt về cái PR này. Cái này sẽ nằm trong quá trình tuyển chọn làm sao. Ok, mình cảm ơn Kit. Đến Nhân. Trước hết thì phải nói là team VNP năm ngoài có rất nhiều ý tưởng. Em phải công nhận là những cái video clip và team VNP. Team PNP thì ý tưởng tốt, nhưng mà mặt chưa tốt là các kênh thông tin. Đấy, em đồng ý với lại Quang đúng không? Nhưng mà em nghĩ là đấy là do phương tiện liên lạc. Liên lạc rồi, đến Hoan Trang. Thì chúng ta là vẫn giữ cái này. Có thể nói là cốt lõi trong vấn đề PR cho PNPU. Về điểm tốt thì như hai người đã nói. Ok, thì mình điểm yếu đi, điểm yếu rồi. Mình chỉ sợ còn 5 phút thôi. Mình thì nghĩ là do tính chất công việc của PNP thì thực sự mình đồng ý với lại Hongjen là chuyên môn đó là quan trọng, và như vậy thì cần có thể là mình có thể tìm ngoài chuyện là mình tìm những cái người có khả năng và mình tìm cách hỗ trợ các bạn để những người có khả năng này có thể đào tạo team và những cái người còn lại ở lại trong team thì sẽ tiếp tục PNP công việc của năm sau. Vâng, mình cùng các bạn. Ok, sau mình tiếp tục đến team T&D thì lần này mình còn các bạn nhanh hơn nữa, tại vì thực sự mình còn 6 phút thôi. Thì rồi tiếp tục đến team. Xem T&D thì để đánh giá hiệu quả hoạt động của team T&D thì thực sự là không, khoảng thời gian là không đủ. Điểm yếu của em là các hoạt động thời gian tổ chức chưa hợp lý và chưa thu hút được nhiều người xem. Giúp xin có thể xem xét lại thời gian tổ chức hoạt động này, sharing đây. Vậy em muốn giữ lại team đi không? Em có. Rồi bây giờ nếu các bạn ý tưởng là giống như Quang rồi thì không nói lại nữa, thì mình chỉ nói những ý tưởng mới thôi. Em nghĩ là giữ lại team đi, nhưng mà team đi cần phải hợp tác với PNP nhiều hơn để quảng bá. Thôi kiểu của em thì team PNP có rất nhiều event, và trong đó thì có những event thật sự không cần thiết thì nó trùng lại với những event của trường, thì chúng ta có thể merge những event đấy lại với nhau thành một event lớn, hoặc là và cũng là được quảng bá PR cho các event đó. Mình thì mình nghĩ là tại vì rất nhiều bạn trong ban chấp hành nghĩ là event học thuật nó giảm cái độ quan trọng của event học thuật, và thậm chí chúng ta bỏ event học thuật, thì TND mình nghĩ là có thể thay đổi cái hướng đi của TND là những bạn này sẽ nghiêng về cái phần hobbies và soft skills cho mọi người. Thí dụ như là tìm người tổ chức workshop Photoshop, những cái workshop mà nó thiết thực hơn và vui hơn cho mọi người, thì mình nghĩ cái đó là cái thay đổi về cái hướng đi. Ừ, thì nói chung mình thấy team TND là cần có nhiều sự thay đổi nhất, là tại vì nhất là mình cũng đồng ý là phải kết hợp với PNP nhiều hơn để có thể nhấn mạnh được vì sao mọi người lại cần phải đến những chương trình của họ on top của những cái chương trình mà trường của họ đã có rồi. Đó là lý do. Và xong thứ hai nữa, mình cũng thấy là mình có thể tổ chức thêm những cái hoạt động vui hơn mà trường nó không tổ chức, ví dụ như là mình đã nói. Thì đó là lý do team đi. Rồi tiếp tục mình đến CNO thì Quang. Ông mình thì mình nghĩ là PNP và TND cái mối liên hệ
vốn các bạn phải làm việc với nhau, nhưng mình không có đồng ý đó là một cái, có nghĩa là PNP lúc nào cũng phải làm việc chặt chẽ với cả TND và CNO, cho nên mình không đẩy mạnh nó là một cái chuyện của TND để mình thay đổi, mà cái đó là cả một cái cấu trúc, chứ không phải là chỉ riêng TND thì mình mới thúc đẩy cái sự làm việc chặt chẽ với PNP. Ừ, thì nhưng mà mình thấy có một vấn đề của năm ngoái là có nghĩa các team chưa hoạt động được cụ thể lại gắn bó với nhau, nên có lẽ đây là một vấn đề mà mình còn phải address cho năm nay. Cùng mình đi đến team CNO. Theo đánh giá thì xem lâu tháng năm rồi là hoạt động khá quả, nhưng vẫn dự kiến là giữ lại tìm về điểm yếu thì tôi nghĩ là bởi vì là lực lượng team xem lâu năm vừa rồi chưa là fresh nên là chưa về mặt khả năng là chưa có nhiều khả năng lắm. Solution thì em nghĩ là ngoài có thể là solution cho cái việc là rất nhiều fresh thì chúng ta có thể tìm cách là cân bằng, có nghĩa là tìm cách cân bằng bố trí cái lực lượng senior vào những cái team cho nó cân bằng hơn, thì để những cái người senior này dẫn dắt những em fresh, và khoảng chừng giữa năm, khoảng chừng bắt đầu từ sem one trở đi, hết sem one trở đi thì senior có thể lui về và fresh đứng lên để bắt đầu tổ chức từ sem hai. Như vậy thì nó sẽ cái tiến triển công việc nó sẽ liên tục, và những cái em fresh từ năm 2 họ có kinh nghiệm, họ có thể trở thành năm senior của sem qua năm sau. Thì có nghĩa là mình những vậy, có nghĩa là đối với team CNO thì nói chung là điểm yếu là tại vì team quá nhiều fresh, nên nói chung là mình cần phải có kiểu là các senior cần phải mình phải nhờ xin đổ các senior để có thể đào tạo và các khóa năm sau nhiều hơn. Thì rồi mình đến team cuối cùng là team Lyzon và CFC, thì mình cũng nghe ý kiến các bạn. Theo nghĩ thì về team Lyzon năm rồi hoạt động cũng tốt vì đã xin thêm kiểu sponsor, nhưng cũng có vấn đề em thấy là team Lyzon thì những cái hoạt động của Lyzon là không được cho cả cộng đồng, thường là không biết tới. Nên đấy cũng là một vấn đề hạn chế khi là những người cần phải nhiều hơn đó. Trong cái quá trình mà trước khi bầu cử thì mình có nói chuyện với một hai bạn ở team Gazon, thì mình đã giống như là các bạn nói là trên cơ bản là các bạn làm việc hiệu quả, mà cái mình muốn là tại vì cái tính chất công việc của Gazon nó rất là chuyên biệt, có nghĩa là nó cái mức độ chuyên nghiệp nó cao, cho nên mình nghĩ là trong team mình cần có một số cán bộ mà gọi là chủ lực về cái đi đẩy mạnh về cái phần gọi là đi xin tài trợ, và các bạn sẽ chuyên nghiệp về phần đó. Còn những các bạn khác thì mình vẫn muốn là các bạn đó có thời gian và có khả năng, có thời gian và được hỗ trợ để đóng góp về những cái phần mới mà mình muốn implement. Vậy thì chung mình đồng ý với CNO là có nghĩa là các bạn nó cần phải được đào tạo tốt hơn. Nhưng mà nói chung team Liaison mình những năm vừa rồi cũng kiếm được hai cái nhà tài trợ mới được tốt, thì nói chung điểm cuối cùng là các bạn muốn bổ sung team nào không? Các bạn có thể nói, tại vì thật sự mình có khai lắm. Quan trọng nhất là làm sao các team đến những bạn có kết hợp được, và không được cô lập như các bạn. Ngoài cái ý kiến là ngoài cái việc là thêm team á, chúng ta có thể consider một cái probability khác, một cái possibility khác là một cái nhóm thành viên nào đó trong VNDTU có một cái ý tưởng hay cho cộng đồng, họ có thể approach ban chấp hành, thì chúng ta có thể xem xét và ủng hộ các bạn bằng tài lực và nhân lực. Nói chung thì đó là kết thúc của buổi học của mình, thì cuối cùng thì mình muốn bạn sau buổi họp thì quyết định của ban chấp hành đó là giữ nguyên cả 4 team, nhưng với một số thay đổi nhỏ như sau. Với team PNP thì về chất lượng chuyên môn và PR trong năm nay thì thật sự là sẽ cần có một chút thay đổi, cần thêm một chút thắt chặt hơn về mặt tuyển chọn cũng như là bổ sung đào tạo chuyên môn. Với team TND thì thay vì quá chú trọng vào những hoạt động học thuật thì chúng ta sẽ có thể
mở rộng ra những event tập trung vào việc đào tạo soft skill cho mọi người, cũng như là kết hợp với team PNP nhiều hơn để cho những event của team PNP đến được với cộng đồng nhiều hơn, có thông tin đầy đủ hơn. Còn với team CNO thì do team này có một điểm hạn chế, đó là hầu hết thành viên là fresh, cho nên các bạn không có được đầy đủ không có nhiều kinh nghiệm trong việc handle các event, cho nên chúng ta có thể bố trí thêm lực lượng senior để cố vấn kinh nghiệm cho các team, và sau khi mà các senior đã rời đi khỏi team thì các bạn fresh có thể chạy những event rất tốt. Còn với team liaison thì trong năm vừa qua thì team này đã làm việc rất tốt, đã kiếm được 2 annual sponsor và solution cho năm nay thì chúng ta có thể đẩy mạnh về PR cho các event của team liaison cũng như là đào tạo chuyên môn kỹ hơn. Và ngoài ra thì chị Bình có ý tưởng, đó là nếu như một nhóm bạn nào đó có một ý tưởng nào đó mà đọc ý tưởng hay thì có thể approach ban chấp hành để chúng ta consider có giúp bạn ấy và nhóm bạn ấy tổ chức theo ý tưởng hay không. Và cuối cùng là còn phải nhấn mạnh về sự liên lạc với các team và liên kết với các team chứ không phải là thì nói chung là hôm nay là buổi học kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người. Các bạn có thể là thứ hai rồi. Team thứ hai rồi. Câu hỏi tình huống cho ứng viên President là với tư cách là chủ tịch ban chấp hành thì tiếp theo đã điều hành buổi họp thống nhất cấu trúc các vị trí còn lại trong ban chấp hành và các sub team trong năm học tới. Các bạn ứng viên đã rõ câu hỏi. Ok, mới bắt đầu buổi học nhé. Thì hiện tại là chúng ta có 5 thành viên. Thì theo như chúng ta có 4 thành viên thì theo như ban chấp hành năm ngoái, cái cấu trúc của ban chấp hành năm ngoái, chúng ta sẽ có thêm 4 vị trí nữa. Nhất là CFC. Thứ hai là 3 leader của 3 team T&D, CNO và PNP. Thì trước mắt thì mình muốn hỏi là mọi người có muốn chuyển như thế không? Nghĩa là chúng ta vẫn xem cấu trúc như năm ngoái, hay là chúng ta có những gì muốn thay đổi khác không? Chẳng hạn như là mong muốn không tổ chức CFC chẳng hạn. Thì mình sẽ đưa ý kiến của mình trước. Thì ý kiến của mình là CFC vẫn sẽ tuyển. Bởi vì dù là gì đi nữa, chúng ta vẫn cần phải có một người chịu trách nhiệm đứng ra cho cái việc thu chi của từng event và quản lý ngân sách như thế nào, thì vị trí CFC chắc chắn là mình vẫn sẽ tuyển lại. Thì tiếp theo là ba vị trí của ba head, ba leader của team, thì mọi người dự định là sẽ tuyển như thế nào? Lại có ý kiến gì không? Theo em nghĩ là bỏ team T&D nên không cần leader của team T&D nữa. Mọi người còn lại có muốn bỏ team T&D không? Mình có 3 phiếu thuận nha.
là TTND. Lý do là vì chúng ta vẫn sẽ có những event, như mình nói thì chúng ta sẽ có những event có thể là có tính mang tính học thuật, nghĩa là ok, event nó có thể có cùng tính chất với một event nào đó chỗ trường chẳng hạn, nhưng mà có thể là các anh chị alumni của mình đã có kinh nghiệm rồi và người Việt Nam với nhau thì có thể chia sẻ thì event nó sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà anh ơi, năm ngoái em làm team TND á, thì có một chuyện đó là mọi người thì feedback lại á, nếu mà mời alumni về thì mọi người bảo là nhiều khi đã nghe các anh chị đã chia sẻ từ các năm trước rồi nên không cần nghe nữa. Cái thứ hai nữa là bây giờ cái năm ngoái thì tụi em đã đổi qua một cách thức mới, đó là mời những anh chị không hề học NTU, không phải là alumni, thì response vẫn không hề cao, mọi người vẫn không hề đến. Thì anh thật sự là có nghĩ là nên tiếp tục giữ cái team này hay không? Em thấy tốn nhân lực lắm, bởi vì mỗi lần mà tụi em mà tổ chức một cái event đó rất là tốn thời gian, nhưng mà cuối cùng rất ít người tham gia thì team nó rất là buồn á anh ạ. Anh nghĩ thì mình vẫn phải giữ cái mặt, tại vì cái cách mình làm event fail nó là một phần có thể là do lỗi của mình, và có thể là một phần mọi người không cuốn hút được mọi người nữa thì mình không, nghĩa là mình không cuốn hút được mọi người nữa thì mình bỏ, điều đó không đúng. Mình có thể làm event đó theo một tính chất khác và để có thể làm cho mọi người cảm thấy hứng thú là đi event đó hơn. Và anh nghĩ event học thuật đó là một event khá quan trọng, và thế hệ này chúng ta đã có thống nhất là sẽ giữ team TND rồi, thì ok thì mình sẽ tiếp tục tới vị trí tuyển hai vị trí còn lại là tiếp theo nhanh, tiếp theo tới CNO. CNO chắc chắn là có đúng không, tại vì chúng ta cầm thôi một team. Ok, và tiếp đến là PNP sẽ phụ trách vấn đề với hạn như clip hay là chụp hình trong cái event của chúng ta. Bây giờ mọi người sẽ mở đơn tuyển như thế nào, mọi người cần gì, chẳng hạn như là bây giờ TND đi ha. TND thì mọi người cần, ví dụ như là có thể mọi người sẽ tuyển head của TND, nghĩa là như thế nào, hay là mở đơn rồi sẽ có những câu hỏi như thế nào mình cần hỏi lúc đầu. Trong cái form đăng ký á thì mọi người nghĩ như thế nào, xong đăng ký mình sẽ có gì? Thì như mình sẽ làm như mọi năm là vẫn sẽ mở đơn trên mạng và có xét ra cái mẫu, biểu mẫu thì sẽ thống nhất bao gồm trước hết là họ tên, ngành học, thứ hai là là vị trí muốn ứng cử, thứ ba là sẽ là lý do muốn đăng ký, và có thể nêu một số kinh nghiệm hoặc là có thể nêu một số cái định hướng muốn đóng góp trong năm tới. Thì điều này vì phần lớn cái biện pháp này là dựa trên tinh thần tự nguyện nên là chúng ta sẽ đánh giá cái passion của những người tham gia. Vậy thì chúng ta có thể liệt kê lại là những cái phần nào mà sẽ có tên. Họ tên này. Tên học. Thứ hai là ngành học. Ngành học này. Thứ ba là lý do này. Lý do ứng cử. Lý do ứng cử. Thứ tư. Lý do ứng cử và thứ tư là để là địa chỉ liên lạc này, và thứ năm có thể nêu ra là một số cái passion hoặc một số cái nguyện vọng của nó đóng góp trong năm tư, đóng góp cho team. Những kinh nghiệm cũ làm sao để mà nó effective? Mình nghĩ có thể mình sẽ hỏi một câu hỏi nhỏ chẳng hạn như là họ sẽ làm event nó như thế nào, như là khi team TND sẽ phụ trách event chẳng hạn như là CSD nhá, thì cái dự định của họ sẽ tổ chức event nó như thế nào? Nghĩa là mình sẽ chọn ra một event, hoặc là mình có thể là kêu họ là nêu cách làm của họ trong một event mà TND phải im chạc chẳng hạn. Có thể hỏi xem là so với event của năm trước thì có gì tốt, có gì không tốt? Được. Nghĩa là nếu mà họ đã muốn cử rồi thì anh nghĩ là cái điều đó nó không quan trọng, tại vì đơn thì như em thấy kiểu tên tuổi rồi ngành học nó cũng chỉ là cái thủ tục thôi. Cái quan trọng mình cần là họ muốn đóng góp và họ sẽ đóng góp bằng cách nào, đóng góp như thế nào, thì thông qua những kinh nghiệm, những cách họ sẽ làm vào năm sau như vậy. Team CNO thì mọi người nghĩ là chúng ta sẽ có gì khác không, cách tuyển của chúng ta có sẽ gì khác với TND không?
nghĩa là có thể là form đăng ký cũng cũng ok, nhưng mà có thể là form đăng ký là sẽ có những phần nào khác chẳng hạn. Theo mình nghĩ thì form đăng ký sẽ vẫn như vậy, bởi vì chúng ta sẽ nhận cái form đăng ký này như là một cái bản đánh giá tổng quát về ứng viên và phục vụ cho cái việc phỏng vấn sau này, nên là chúng ta sẽ coi như là những thông tin đó đều được lấy chung về làm một cái danh sách liệt kê về các ứng viên và chúng ta chuẩn bị câu hỏi cho các buổi phỏng vấn sau này. Linh có ý kiến gì không? Thì mình nghĩ là nên cố gắng làm các đơn đăng ký một cách nó ngắn gọn và đơn giản nhất. Ví dụ như là chỉ cần biết là họ tên, kinh nghiệm của họ trong cái lĩnh vực đó. Thế còn những cái việc như kiểu như là lý do ứng cử hay là những đóng góp của họ mà họ muốn chia sẻ thì có thể phỏng vấn sau. Thì nó sẽ dễ dàng hơn trong việc họ đăng ký như là mình kiểm tra số lượng hơn. Ok. Thì vậy là chỉ form đơn giản. Form đơn giản cộng với sau đó sẽ có interview. Tiếp theo nhé, tiếp BNP thì chúng ta cần một tí về kinh nghiệm, là phải có những người hát TV thì phải như là biết làm clip chẳng hạn, không biết là có một tí kiến thức về chụp hình chẳng hạn đó, có những kỹ năng nhất định thì chúng ta có thể là hỏi họ về những cái project hay những cái material mà họ đã làm, có thể là họ nghe bất cứ gì, có thể họ vẽ hay gì đó cũng được, để mình xem thế nào. Đó là cái BNP, mình nghĩ là đó là cái BNP cái khác nhất, là mình cần một, nghĩa là mình có thể là cần trong cái đơn đăng ký mình cần họ phải đính kèm thêm một cái như vậy nữa. Còn một ý nữa, mình muốn lưu ý mọi người là có thể chúng ta sẽ tham khảo từ head của các vị trí của năm trước để chúng ta sẽ có những đánh giá khách quan hơn chẳng hạn, hoặc là có những cái gì đó mà họ có thể nhìn ra được những khó khăn chẳng hạn thì họ có thể gửi cho chúng ta. Đó là cái có thể là chỉ mình sẽ trong phần interview mình có thể hỏi họ những câu hỏi trước, có thể interview chẳng hạn. Anh ơi, còn CFC anh ơi. Vị trí CFC thì có nghĩa là mình cứ mở đơn thôi và có thể là cho họ một khoản tiền này và một event này chẳng hạn, một case study chẳng hạn, họ sẽ giải quyết vấn đề như thế nào, có thể là cách và có thể là một cách khác là mình sẽ cho họ xem là CFC sẽ kết hợp với VPE về vấn đề kiểu quản lý tiền nông chẳng hạn như thế nào đó. Sau đây mình refer cái việc mà cho họ một cái vấn đề để họ quản lý cụ thể, quản lý tiền nông cụ thể hơn. Mà lượng công việc của CFC thì có nhiều không? Lượng công việc của CFC thì thực sự không quá nhiều. Thì có thể chia cho 4 người còn lại. Nhưng mà mình vẫn có một người in chạc chính, không thể nào mình kiểu head của team này và vừa là CFC được, không thể. Mình phải cần một người riêng để chính thức quản lý cái phần đó. Thời gian họp đã kết thúc thì mình có thể tổng kết lại cho mọi người. Ok, vậy thì tổng kết nhá, buổi họp. Cái bữa học hôm nay chúng ta sẽ có là bữa hôm nay là mục đích chính của chúng ta là đã đạt được, đó là chúng ta sẽ tiếp tục tuyển thêm 4 thành viên còn lại trong ban chấp hành. Là nói về tính quan trọng trước nha, là ba team TND, CNO và PNP. TND thì TND thì chúng ta sẽ có một cái form đơn giản, và tất cả ba vị trí này chúng ta sẽ cần một cái form đơn giản thôi, và sau đó chúng ta sẽ focus hơn vào cái phần interview sau khi mà họ đã đăng ký. Riêng cho mày chỉ nốt lại riêng một cái BNP, chúng ta cần phải có một material mà họ đã từng làm, và chúng ta cũng cần phải tuyển thêm một vị trí CFC riêng lẻ, không được gộp chung với các vị trí nào khác, để có thể quản lý việc thu chi quỹ nó rõ ràng hơn, không bị bất cập. Ok. Thời gian, địa điểm thì chưa bạn. Ok, cảm ơn các bạn.
viên. Thì bây giờ mình sẽ mời hai bạn ứng cử viên President đây để nghe nhận xét của bạn. Thì thật ra thì cái buổi họp thời gian nó có 10 phút thì đúng là rất là gấp. Không có cái buổi họp nào mà nó chỉ có mỗi 10 phút mà các bạn có thể ra được nhiều vấn đề như thế. Tuy nhiên thì qua cái phần tình huống của hai bạn ứng cử viên và hai nhóm thì mình có một số nhận xét như sau. Về phần của nhóm 1, nhóm của Khánh, có một điểm tốt là việc đầu tiên Khánh đã đưa được một cái khung cho cái buổi họp, tức là bạn nêu điểm mạnh điểm yếu của từng sub team là cái khung từ đầu tiên. Mà cái này thì phần ở bên nhóm 2 của Vinh chưa có được. Cái thứ hai nữa là phần bên của Khánh có một điểm tốt là tất cả các bạn đều được nói khá nhiều, thì các bạn direct cho từng bạn nói theo turn, các bạn đều được nói. Và Khánh cũng đã aware được thời gian, là cố gắng là giúp mọi người để đạt được cái hiệu quả cuối cùng trong buổi họp. Tuy nhiên có một điểm chưa tốt, đó là đến cuối cùng thì vị trí CFC vẫn chưa được bàn, thiếu vị trí CFC. Và thứ hai là đây là cái ý kiến của, tại vì Khánh involve cho mọi người, involve nói rất là nhiều, cho nên là ý kiến của mình có đưa ra, mình có nhận ra là Khánh có đưa ý kiến, thế nhưng mà nó chưa thực sự được rõ bằng so với nhóm 2. Thì nhóm đấy cũng là một điểm mạnh của nhóm của Vinh, đó là Vinh đưa được ý kiến cá nhân của mình rất là rõ. Thế nhưng ngược lại thì tại vì ý kiến cá nhân của mình rõ, thế cho nên là các bạn thành viên trong nhóm có bạn chưa được thể hiện được nhiều ý kiến. Ví dụ như bạn Linh, Tú Linh chưa thể hiện được nhiều ý kiến trong suốt cả buổi họp. Và có một điều nữa mình lưu ý ở trong phần của nhóm 2, đó là các bạn có một phần đi hơi xa về cái chủ đề, cái topic của buổi họp, đó là bàn về vị trí còn lại ban chấp hành các sub team. Thì các bạn này bàn luôn cả cái phần về đơn đăng ký. Thì thật ra các bạn bàn phần này cũng được, nhưng mà bởi vị trí của chúng ta chỉ có 10 phút thôi, 10 phút thôi, nên là nên, mình nghĩ là nên tập trung vào cái phần để bàn discuss sâu hơn về ban chấp hành và các sub team. Thì buổi họp chúng ta không có nhiều thời gian, và chính vì cái không có nhiều thời gian mà bạn bàn về vấn đề này, cho nên là có một cái nữa mà các bạn ở từ đầu về phần TND, đó là Vinh sử dụng người hình thức vút phiếu để quyết định. Thì nếu mà trong mình nghĩ là trong họp ban chấp hành thì nếu mà đến một cái lúc nào đấy mà không quyết định được thì đúng là phải dùng hình thức vút phiếu. Nhưng mà đây là cái gọi là cái last choice, nên cố gắng để thuyết phục được tất cả mọi người trong team trước khi mà chúng ta đi đến cái hình thức là phải vô phiếu. Thì lúc đầu Vinh đã rất nhanh chóng phải vô phiếu để đi qua phần TND. Một điểm tốt nữa của nhóm thứ hai đó là đầy đủ đã bàn được đầy đủ tất cả các vị trí ở ban chấp hành đã sắp tin, mặc dù suýt nữa thì quên mất CFC. May mà em An nhắc này. Nói chung thì cả hai bạn cũng đều đã, đến cuối cùng thì cũng đã thực hiện được phần nào mục đích của buổi họp, mặc dù trong thời gian họp rất là ngắn như thế. Cũng đã thể hiện được leadership của mình trong buổi họp. Thì mình cũng có một chút nhận xét một chút thôi, là đối với Khánh ấy, thì mình thấy bạn thực sự là chưa thể hiện được leadership nhiều so với Vinh. Tại vì cái công việc của bạn trong cái buổi meeting nó dường như nó chỉ là kiểu bạn collect information và bạn ra giờ lại. Bạn không có tiếng nói rõ ràng trong cái buổi họp đó. Bạn chỉ là người điều hành để xoay vòng để lấy câu trả lời thôi. Còn lại nữa thì đối với Vinh thì cũng mình thấy là Vinh hơi như là nói hơi dominate. Cho nên là nhiều khi Vinh phải lắng nghe mọi người nhiều hơn và hỏi nhiều hơn, hỏi xem ý kiến như nào. Với cả một cái nữa là nhiều câu hỏi, nhiều vị trí các thứ, Vinh nói luôn ý kiến của mình trước, thì thực ra nó sẽ ảnh hưởng đến cái suy nghĩ cũng như là cái cách
cách nói của các bạn sau này, nên hỏi các bạn trước, sau đó thì em mới đưa ra cái suy nghĩ của em và em làm một quyết định nó sẽ hợp lý hơn. À, mình thì thật ra không có ý kiến gì nhiều đâu. Mình thì rất là thích cái phong cách làm việc của Khánh, là cái chỗ là bạn muốn mọi người xác định là mặt yếu, dùng mặt yếu để xác định coi nên chọn cái gì, chọn cái gì, thì nó rất là rõ ràng. Và như thế thì mọi người sẽ dễ thuyết phục hơn là chúng ta cứ đưa ý kiến một cách ngẫu nhiên, ai cũng nghĩ thì nói đấy thì nó không rõ ràng. Nói theo rõ mặt yếu, cái giảng bài như thế thì rất là hay. Thì mình cũng không có gì góp ý nhiều cho hai bạn. Hy vọng cái đó để cho cộng đồng nhìn và đánh giá. Xin lỗi vì trong cái phần câu hỏi tình huống này mình có một số vấn đề về cá nhân mình không theo dõi được nhiều, nhưng mà mình thì nhận thấy được cái, mình hiểu cái cách làm việc của Khánh, nhưng mà mình thấy là việc họp team ấy này, việc họp team này quan trọng về thống nhất cấu trúc, nó có rất nhiều phần về việc là các sắc team sẽ làm gì, thì mình thấy là Khánh nhìn nhận được cái đấy rất là rõ. Ngay từ buổi họp đầu tiên là mình đã thống nhất luôn là sắp tin này sẽ phải có những cái trách nhiệm này, nhiệm vụ kia, và nó sẽ phải khác năm trước. Cái đấy nó thống nhất rõ là điều tốt. Còn với của Vinh ấy, thì Vinh lại được cái điểm là Vinh chọn các cái chọn cấu trúc rất nhanh, và tại vì cũng một phần là vì có nhiều kinh nghiệm hơn nên là hiểu được các cái công việc bên trong nhiều hơn, thì và lead được mọi người một cách nhanh chóng. Cái mỗi người có một điểm tốt và đấy là cách làm việc của mỗi người thôi. Mình nghĩ là qua cái này thì những cái người mà làm việc cùng các bạn năm sau sẽ hiểu về cách làm việc của các bạn hơn để hợp tác tốt hơn. Mình có thêm một lưu ý nhỏ nữa thôi, về lúc mà điều khiển buổi họp thì dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình thì mình thấy là các bạn cần ba lần giữa hai cái là về cái quan điểm cá nhân của mình, là quan điểm thể hiện quan điểm cá nhân của mình, và lắng nghe ý kiến của mọi người. Đây là hai cái bạn quan, các bạn nghe không thể ba phải quá nghe ý kiến mọi người, cũng không thể là lại là độc đoán quá áp đặt mọi người như này thế kia. Đấy là cái cũng rất là obvious thôi. Ra thì trong cái nốt này mình cũng đã ghi được opinion của mình rồi. Có nghĩa là trước đây khi đến cái event này thì mình cũng đã plan là những cái event này là những cái gì cần và những gì không. Thì thực chất là mình phút cuối mình để cho mọi người nói thì có nghĩa là opinion của họ, chứ thực sự là mình cũng đã ghi hết rồi. Và cuối cùng mình thực sự là mình chỉ consolidate những ý kiến nào mà hợp tất cả mọi người và cũng hợp với mình thôi, thì cuối mình consolidate là thôi. Chứ thực chất là ví dụ có một số ý kiến mình cũng reject thì vì nhiều lý do, thì có thể member họ không đồng ý, hoặc là mình thấy cái vấn đề đó nó không có phù hợp. Thì nói chung là mình cũng công nhận là mình có thể nói nhiều hơn, nhưng kiểu là do thời gian quá ngắn nên nói chung là cảm ơn hai bạn ứng cử viên. Như vậy thì phần debate vị trí president để kết thúc ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần trao đổi với cả cộng đồng. Trong phần này thì tất cả các bạn có mặt trong buổi tranh luận này đều có thể đặt câu hỏi cho tất cả các bạn ứng cử viên, cũng như các bạn ứng cử viên cũng thể đặt câu hỏi cho nhau. Chỉ cần hai ứng cử viên president ngồi đây, các bạn có hai ứng cử viên president có thể xuống dưới và lên ngồi đây. Ai chấp lên một chút, còn ba ghế này lên nữa. Có bạn nào có câu hỏi không? Alo, em có cần mic không? Chắc là em. Xin chào hai bạn, ứng cử viên president mình muốn có câu hỏi dành cho hai bạn, là câu hỏi đầu tiên của mình dành cho bạn Vinh. Thì mình nghĩ là president thì việc đầu tiên là bạn phải xác định là bạn muốn làm gì nhất trong nhiệm kỳ này của bạn. Thì mình có nghe bạn nói là bạn muốn cải cách
cho năm sau tốt hơn năm nay. Đó thì thêm unique new và các hoạt động vui chơi thì mình không hiểu là mình có nghĩ đúng không, là bạn xác định là VNNTU chỉ là năm nay chỉ focus vào chuyện tăng cường mục đích giải trí. Thì mình muốn biết là cái mục đích lớn nhất của bạn trong năm nay đối với VNNTU là gì. Và cái thứ hai mình muốn đặt câu hỏi cho cả hai bạn về chuyện budget của VNNTU và về funding. Thì hiện tại nếu như SAO mà không support mình nữa thì tất cả tiền mà SAO support trong mùng 2 tháng 9 rồi là cho tất cả những event mà mình đang tổ chức, ví dụ như Tết và kể cả FOC đều sẽ không còn. Thì không hiểu là các bạn nghĩ gì về việc này, và không hiểu là các bạn có nghĩ đến việc cắt giảm các event không, vì nếu không có tiền thì mình sẽ làm gì và làm như thế nào, và giải pháp của các bạn là như thế nào cho việc budget và funding này. Thì mình nghĩ là việc đấy khá quan trọng để các bạn có thể set được một cái timeline và một cái set event mà các bạn muốn giữ lại. Mình xin cảm ơn. Tóm gọn là ý của Mia. Các bạn có muốn tóm gọn không? Ý thứ nhất là của Mia là dành cho Vinh, đó là Vinh chỉ muốn giải trí đúng hay không? Ý thứ hai đó là các bạn sẽ tính như thế nào nếu như mà SEO không support nữa? Ý thứ nhất, mình muốn làm những event mang tính chất giải trí nhiều. Nó không đồng nghĩa việc là mình chỉ muốn giải trí. Nhưng mà đã nói là mình muốn cải cách lại tin tiền đi. Tin đi sẽ không đơn giản chỉ là tạo một event CST như vậy rồi thôi. Có thể là sẽ giúp mọi người như là có thể là rồi qua cho mọi người những buổi với industrial business chẳng hạn, hoặc là có những cái buổi talk nào của từ trường mà nếu như mà nghĩa là có thể là thu thập thông tin và cho gọi là thu thập thông tin và hướng mọi người ra bên ngoài nhiều hơn. Tại vì có những event rõ ràng là mình làm nó sẽ không thực sự tốt bằng trường, thì trường nó đã có những cái resource đó rồi, tại sao mình không provide nó ra cho, nghĩa là có thể là mọi người chưa biết đến, thì mình sẽ làm cho những thông tin đó mọi người dễ dàng biết đến nhiều hơn. Còn đúng là mình muốn hướng tới những event giải trí nhiều, bởi vì như mình đã nói thì cộng đồng mình ngày càng nhỏ lại rồi. Như khi mà mình lên đến năm tư chẳng hạn, như cứ một năm như vậy nhá, thì 100 người ra, 30 người vào, mình đã mất đi 70 senior rồi. Trong đó có những senior thật sự rất tâm huyết nữa, thì họ không phải lúc nào cũng có thể về được. Thì như chẳng hạn như khi mình lên tới năm 4 á, mình sẽ còn khoảng 120 thành viên thôi. Và trong 20 thành viên đó thì chưa chắc là họ đã có thể, chứ chắc là tới 40 người có thể tham gia những event của mình nữa. Thì cái mình muốn là ngay cả sau này nữa và trong những năm tiếp theo thì làm cho mọi người cảm thấy VNTU là nhà, là khi mọi người tới thì mọi người gặp nhau giải trí với nhau, thư giãn, có những event thật sự là gọi là kết nối. Đó là câu trả lời của mình. Khánh có thể trả lời câu thứ hai không? Thì lúc nãy em Trang nói mình đứng lên nên thôi mình đứng lên. Thì nói chung thì về vấn đề funding và budget thì mình có ba cách giải quyết. Thứ nhất là đối với VPE, thứ hai nữa là về internal, và thứ ba nữa là cut cost. Thứ nhất thì VPE thì funding, nói về funding và budget thì không ai khác là VPE nữa. Thì nói chung chúng ta cần phải đẩy mạnh cái hoạt động raising fund rồi nọ. Thì thực sự là năm nay mình rất tiếc khi mà Mia không có thể apply cho VPE, thì mình mong Mia sẽ xem xét và tham gia vào các thành viên của CFC hoặc là Liaison. Thì mình nghĩ là cái vấn đề về re-sponsorship thì của mình năm nay sau có thể đẩy mạnh hơn nữa. Thì giống như Mia đã nói thì funding là một vấn đề cốt lõi của một chương trình, nếu không có funding thì không có gì làm cả. Thì mình mong muốn là thật sự là cái external side của mình, team CFC và Liaison sẽ thật sự mạnh hơn nữa. Thứ hai nữa về internal thì mình mong là nếu sự cái việc đó xảy ra mà thật sự là fund không được nhiều thì mình cũng mong là cộng đồng có thể hiểu hơn, và thật sự là các event có thể mình có thể charge một lượng nhỏ.
thì tùy vào funding như thế nào thì mình sẽ structure accordingly. Thì nói chung mình cũng phải lại làm công tác tư tưởng với cộng đồng, làm sao họ hiểu họ là vì sao chúng ta cũng phải structure event như thế này. Còn thứ ba nữa là cut cost. Thứ này thì nói chung là đối với những event lớn, ví dụ như là Tết hay là tháng 9 thì chúng ta sẽ có một team riêng, thì mình có thể nói rõ cho cái team là funding của mình năm nay như thế nào và mình có thể charge event như thế nào, thì mình thật sự phải tổ chức tiết kiệm hơn thôi. Thì đó là cách giải quyết của mình đối với vấn đề của bạn. Mình thì mình không ủng hộ cái việc charge event lắm. Cái mình muốn làm là team liaison phải được làm lại kết cấu, tại vì như năm nay mình là phụ anh Linh Lít thì team hoạt động thực sự chưa không có một tí nào giống như là một team để gọi là đi waste fund cả. Nghĩa là cứ tới đấy thì tới đoạn tới cái khoảng thời gian đấy thì bắt đầu mới gần deadline bắt đầu mới gửi xem welfare, xong rồi những công tác list của mình thì lại mình lại không có những update liên tục. Thì cái mình muốn á là cái team liaison này phải thực sự là thành một team như là team raise fund. Thật sự là có thể là họ sẽ phải làm một database chẳng hạn, thì rồi có thể là raise fund contact qua personal contact hoặc là những contact mình đã có hoặc là những mối quan hệ trước đó mình sẽ đẩy mạnh hơn. Thì đó cũng là một cách giúp cho họ có thể là train thêm cái kỹ năng của họ. Và cái thứ hai nữa là mình muốn raise fund theo dạng nghĩa là ok bọn mình làm giống như là như vừa rồi vừa làm đấy, có thể là mình bán viên cớp chẳng hạn, nghĩa là ít ra những cách raise fund đó nó sẽ làm cho mọi người cảm thấy là ok mọi người đang đóng góp, nó sẽ đỡ hơn một phần nào là mọi người tới một event mà mọi người chẹt event như vậy. Thì đó là cách mình muốn vậy. Còn budget á thì budget thì theo mình á, nếu mà không còn cách nào khác nên là không kiếm được sponsor nữa thì mình phải làm cái event mình nhỏ đi thôi. Đó là cách duy nhất rồi. Không phải cứ tại vì lượng freshman vào lại giảm nhưng mà không thể nào event mình cứ nào cũng như thế, cứ như thế hoài được, thì sau đó mình sẽ không thể nào tiếp tục như vậy được. Còn về support từ SAO thì SAO hình như không support SOC nữa. SAO chỉ phần nào support mình ở những event chẳng hạn như là ICTF ở event 2 tháng 9 thôi. Thì cái phần họ support thật ra cũng cũng không phải là quá nhiều, nhưng mà cái chính cái mình cần họ support ở đây là support mình tổ chức event, chứ còn về phần budget thì thật sự là không đáng kể. Theo như mình ok sorry mọi người, nhưng mà mình nghĩ là vì mọi người đang mệt rồi thì nên chúng ta bạn nào đặt câu hỏi và cả bạn trả lời cố gắng làm ngắn, càng ngắn càng tốt, nó đi vào được thôi. Nếu ai có khả năng hài hước thì làm cho nó vui lên tí. Đó, nó phải không khí nó phải rộn ràng thì bầu cử nó mới vui, bầu cử cũng vui mà. Bây giờ các bạn nào có câu hỏi các bạn cứ đặt, cố gắng đặt ngắn gọn, mà mình nghĩ không biết các bạn có cho anh thấy sao, nhưng mình nghĩ là nên vài câu hỏi đặt cùng lúc rồi trả lời có thể. Bây giờ thì mình nghĩ là nếu các bạn nào có câu hỏi thì các bạn có thể nói đặt ra cái vấn đề, sau đó thì các cử viên sẽ kết nốt lại các câu hỏi. Đó thì trả lời một người, các bạn sẽ chọn trả lời câu hỏi. Ok, bạn nào có câu hỏi thì hỏi đi. Khi đặt câu hỏi thì mọi người nhớ là chỉ rõ là muốn hỏi ai, muốn biết điều nào. Mình có một vài câu hỏi nhỏ cho hai bạn luôn. Tức là các bạn nhìn nhận thế nào về vai trò của ban giám hành trong cộng đồng? Vai trò của ban giám hành trong cộng đồng và các bạn nhìn nhận như thế nào về cách nhìn nhận của cộng đồng đối với ban chấp hành? Và hai bạn cho mình biết là những vấn đề nào trong cộng đồng thì ban chấp hành nên nhúng tay vào và nên chịu trách nhiệm? Thì mình tóm tắt lại câu hỏi của bạn. Thứ nhất là vai trò của ban chấp hành đối với cộng đồng. Thứ hai là góc nhìn của cộng đồng đối với ban chấp hành. Cách nhìn nhận của các bạn về cách nhìn nhận của mọi người đối với ban giám hành. Tức là các bạn cảm thế nào? Các bạn có cảm giác được cái gì về cách nhìn nhận của mọi người đối với ban giám hành không? Về cách nhìn nhận của cộng đồng ban giám hành là cách nhìn nhận của cộng đồng ban giám hành. Cách nhìn nhận của ban giám hành.
thành đối với cách nhìn nhận của cộng đồng. Và các bạn có nhận xét gì về trong thời trong năm vừa qua thì các bạn nghĩ là có những vấn đề nào mà ban chấp hành đã bị bỏ sót và không nhúng tay vào không, và vấn đề nào mà ban chấp hành đã lỡ nhúng tay quá sâu và không nên nhúng tay nữa? Thế thôi. Còn bạn nào có câu hỏi thì hỏi luôn. Chúng ta nên nhớ là phần này là của tất cả. Mọi người đều có thể hỏi và trả lời. Chứ đề hai bạn nói ra ở ngoài. Câu hỏi này cũng không biết là hỏi vị trí nào nữa. Anh xin rút lại là đây là lần cuối cùng anh đi dự một buổi debate. Thì cách đây anh ở đây 4 năm thì anh đã dự 3 buổi debate. Thì trước khi ra đi thì anh cũng chắc là sẽ gửi đến là hai bạn resident chứ đi, tại vì với tình hình năm nay là càng ngày cái số lượng của sinh viên Việt Nam chúng ta càng ít đi, và anh cảm thấy là cái sự bonding của cộng đồng chúng ta càng ngày nó không còn như xưa thời của anh cách đây 4 năm, là mặc dù ít các hoạt động nó không có quá hàng năm như bây giờ, mà mọi người rất là bonding với nhau. Và anh, mọi người nghĩ sao, là anh đề nghị là chúng ta sẽ nên giảm thiểu những nhiều các hoạt động như là về training, hay thể thậm chí chúng ta có thể bỏ hết để chúng ta có thể phải tự tham gia vào hoạt động UNVNTU. Thì như Nhân Trần đã nói là phải tự đi ra ngoài để tồn tại, thì sau này thì các bạn mới có thể trưởng thành hơn được, là còn hơn cứ để một UNVNTU. Các bạn có thể nghĩ sao vấn đề này? Anh xin tóm tắt lại là các bạn có nghĩ sao về cái đề nghị của anh là chúng ta sẽ chỉ để VNTU với anh ơi để mọi người giải trí và gần như dỗ dựa nhau về tinh thần thôi, còn chúng ta nên bỏ đi các hoạt động nó mang tính quá hàng lâm, thì những hoạt động đó NTU đã có và chắc chắn là sẽ tốt hơn. Lúc nãy mình cũng muốn hỏi một câu giống bạn Huệ, nhưng mà bạn Huệ hỏi một câu hỏi rất là hay. Mình có ý kiến là một cái nhỏ thôi, đấy là ban chấp hành thì thường là kiểu như là phục vụ cho dân, là đầy tớ của dân. Thì mình có một cái idea là tất cả các event các bạn có thể tham khảo của toàn bộ cộng đồng trước khi các bạn đưa ra, để cộng đồng muốn những cái gì. Ví dụ như mà cộng đồng chỉ có tầm 5-6 người muốn tổ chức training thôi, mà 100 người muốn tổ chức night cycling á, thì chắc chắn là chúng ta có một cái nhìn rõ ràng hơn rất là nhiều. Thì đấy là một cái channel mà các bạn có thể hỏi các bạn trước, có thể là vào mùng 2 tháng 9 chẳng hạn, đưa một cái form hoặc là bất kỳ một cách nào đấy. Một câu hỏi của mình ấy, đấy là slogan của VNTU từ trước đến giờ chưa giờ thay đổi, mười mấy năm rồi, là Together we make a difference. Thì các bạn hiểu như thế nào về cái này? Bởi vì ấy, cái câu slogan này mình được nói chuyện với một số president của các năm trước ấy, thì cái câu này rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ gần như là sẽ làm cho, nghĩa là các bạn hiểu nó như thế nào, nó sẽ làm cho tất cả các thành viên ban chấp hành hiểu như vậy và cùng có một cái hướng. Mà mình nghĩ một cái điều nữa là mà các team không liên kết được với nhau ấy, tức là ở bên trên truyền lửa xuống chưa giỏi. Thì các bạn thế đó, câu hỏi của mình chỉ là các bạn nghĩ thế nào về cái slogan, bởi vì cái này rất là quan trọng, cái chữ màu vàng kia. Cảm ơn các bạn. Như vậy là kết cục lại là anh Dũng có hỏi về cái slogan, anh Bảo thì hỏi về cái bỏ hết học để mời Phước, chị An có hỏi gì? Thôi để cho khán giả hỏi trước. Vậy ai trước? Thôi cứ hỏi trước.
Tôi đề nghị dạy buổi này các anh muốn vậy. Tôi đổi mọi À, chào các bạn, thì mình sẽ hỏi, thứ nhất là mình hỏi VBI. Tôi nghĩ là để thời gian bây giờ mỗi người hỏi một câu thôi. Có hai câu lận. Câu hỏi của nó quan trọng. Cả hai đều quan trọng. Thì mọi người chắc nói người muốn lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Một câu thôi. Nói hai câu đi. Thôi, anh Nguyên nói đi. Ok, câu hỏi này dành cho các VBI nhưng mà ai cũng trả lời được, nhưng mà chú trọng vào An và Nhật. Bởi vì anh thét nó lại thấy là các em rất là... Anh thét nó lại là tụi em rất là định hướng vào việc focus vào việc bonding với lại được nhiều thành phần tham gia. Nhưng mà anh muốn hỏi một câu thôi là em thấy thế nào nếu như mà việc em focus bonding dữ quá và thể tạo ra một cái mà cách đây nhiều năm đã được từng phản ánh là sự co cụm, và đã có rất nhiều member feedback lại rằng là VNTG quá co cụm, quá focus vào việc kết nối cộng đồng và dẫn đến nhiều thành viên bỏ mất những cơ hội bên ngoài. Câu thứ hai dành cho Khánh. Một câu rất là nhạy cảm, là có thể mọi người rất là muốn nghe, là bạn nghĩ gì về những post trên forum của bạn, trên post thread của bạn, của một vài senior khi mà nói chuyện với bạn như vậy. Thì khi mình đặt câu hỏi này xong thì mình cũng muốn chia sẻ opinion của mình ngắn gọn thôi, là mình nghĩ là bạn có vẻ không may mắn lắm, bởi vì so với các cử viên khác, cử viên resident thì bạn không biết nhiều người trong cộng đồng, và cũng như nhiều người trong cộng đồng không biết bạn. Cho nên bạn sẽ phải, mình nghĩ là một phần thiết yếu khi bạn tranh cử resident, để người ta test thử rồi cái khả năng của bạn khi mà tiếp xúc với những người mà không thích bạn lắm, thì bạn nghĩ sao? Ok, xong. Như thông lệ là túm lại là với VPI là các bạn có sợ nó bị co cụm trở lại hay không? Và với Khánh là gì? Cái suy nghĩ của bạn về cái những post trên forum. Còn ai có nữa thì đặt nốt thêm câu nữa này. Mời em Mai Phương lên. Em Mai Phương. Mai Phương cho anh là mình chốt nhé. Em có một câu hỏi cho VP ạ. Trong tình trạng mà bây giờ trường không còn nhiều support cho các IUC nữa, thì mọi người cũng nghĩ là chúng ta sẽ phải biết sang người support tiếp theo, đó là alumni của chúng ta, và hai người có định hướng gì về việc mở rộng quan hệ chúng ta với alumni và quản lý các alumni hiệu quả? Thì em là quản lý người support. Đấy là câu hỏi này. Để make clear cái point của em Thúy em Mạnh Lê. Xin lỗi. Có những ngủ ít nó hơi rối. Đó là em Phương muốn biết là các bạn nghĩ gì về việc là mình tìm kiếm cái nguồn support từ phía alumni. Đại ý là nó như thế. Còn Thảo Anh. Em thì em chỉ thấy tò mò một chút thôi, là mọi người đang step up, nhưng mà em đang hỏi chuyện step down là nếu mà như kiểu năm sau là ít fresh hơn, cộng đồng bé hơn, và chẳng may mà đến lúc mà đi đến lúc mà chuẩn bị ứng cử và cần có người nộp đơn để xin ứng cử, em quên thì bây giờ election, nhưng mà chẳng may sẽ không có ai đứng lên election, thì mọi người tính sao? Đây là câu hỏi chung cho ban giám khảo. Câu hỏi là bây giờ không ai ứng cử thì các cầu thủ tính thế nào?
Ok ok, bây giờ đã có rất nhiều câu hỏi và mình nghĩ là các bạn có quyền chọn thích trả lời câu nào thì trả lời, ai nhanh tay giơ tay thì nó trả lời. Ok. Thằng Hoàng Linh nói gì? Tôi nghĩ là để cho mọi người trả lời theo thứ tự từ câu 1 đến câu này là câu 6 thì cứ theo thứ tự từng câu đấy, câu 1 ai trả lời hết đi. Xong rồi hết thì đến câu chắc nên có tham minh nhỉ, cho nó ngắn gọn. 30 thì ít quá, các bạn 1 phút rưỡi. Louis Ngô cho anh xin 1 phút rưỡi. Hay là 90 giây cũng không sao. Mày anh nghĩ là cần đúng là team B&B hay mấy cái team đó là cần phải có cái nguồn nhân lực tốt hơn. Đúng không? Anh cũng không hiểu được. Ok, bây giờ câu của Huệ trước đi. Huệ hỏi câu số 1 là gì nhỉ? Mọi người nhìn nhận sao về mọi người nghĩ sao? Em vừa tham gia một, nói chung là có 5 điểm rồi không nói, nhưng mà vẫn tham gia một cái regular project chỉ có 3 điểm thôi. Tuần nào cũng đi, mấy đó là mệt, nhưng mà đi thì nói chuyện với mấy bạn ở trong đấy cũng rất là vui. Thì em nghĩ là thì chính vì thế nên em mới đặt mục tiêu cho năm sau đấy là phải khuyến khích mọi người trong cộng đồng làm sao mà tham gia nhiều những cái hoạt động bên ngoài, nói chuyện nhiều hơn với các bạn bè quốc tế, và trau dồi những cái sở thích của mình từ những cái câu lạc bộ quốc tế đấy. Còn một câu hỏi em định trả lời mà em quên mất. Thôi chắc là mọi người cũng chắc là cũng hết ý tưởng. Còn ba ứng cử viên nào muốn trả lời không? Còn câu hỏi nào chưa được trả lời không? Em xin phép được trả lời câu hỏi của bạn Mai Phương về vấn đề alumni và funding. Thì từ trước đến nay thì alumni vẫn support cho chúng ta rất nhiều, kể cả trong những hoạt động của chúng ta, cũng như kể cả từ sponsor cho đến việc lên chương trình các kiểu thì họ cũng tham gia rất nhiều. Thì về cái vấn đề này thì cũng như định hướng của mình thì mình nhấn mạnh tới việc là mình sẽ có những cái thông tin để liên hệ với cả alumni một cách hiệu quả hơn. Thế còn thì khi mà họ đã nhận ra được những cái giá trị mà mình có thể giúp họ, kiểu ví dụ như là kiểu gợi nhớ đến những kỷ niệm mà họ từng có ở trong trường này, xong rồi các kiểu đấy, mà họ cảm thấy vui thì họ, cái việc mà họ sponsor lại chúng ta là việc hoàn toàn hợp lý. Còn về việc funding thì mình cũng có kinh nghiệm trong việc ví dụ như là đi bán hàng để gây quỹ cho test separation, xong rồi FOC, thì mình cảm thấy cái việc này không phải là chỉ riêng cộng đồng mình làm mà tất cả các cộng đồng khác đều làm, và nó thực sự là cũng có những cái khó khăn nhất định. Cho nên là mình cũng không ủng hộ cái này lắm, cho nên là cái này mình sẽ làm cái lựa chọn của mình, nếu mà lựa chọn cuối cùng mà nếu mà mình không còn một cái kênh nào khác để có thể mang về nguồn tài trợ cho VNU thì mình sẽ đành phải lựa chọn cách này. Cảm ơn. Như khi nãy mình đã phát biểu trong cái cuộc phần mà funding như thế nào thì nó cũng có liên quan tới một cái ý mà mình đã nói trước đây, đó là mình sẽ tìm cách kết nối với alumni như thế nào. Thì mình đã nói là mình sẽ kết nối với alumni bằng dựa trên cái mối quan hệ, có nghĩa là mình tìm cách approach alumni như là một batch, có nghĩa là những người cùng một năm sẽ có sức ảnh hưởng của những người năm đó cao hơn so với bản thân junior đi và ảnh hưởng những người của năm đó. Cho nên đó, nếu như mà mình phải tìm gặp gỡ alumni và tìm cách xin hỗ trợ và tài trợ của các anh chị, thì mình sẽ cố gắng thúc
thúc đẩy cái việc này như là một cái động lực, một cái achievement chung của cả một batch. Thí dụ như là một cái chiến dịch gây quỹ, một cái chiến dịch gây quỹ cho toàn cộng đồng, mà thí dụ như là batch năm nay đã gây được bao nhiêu tiền, batch năm sau, batch năm hai, thí dụ như batch năm 2007 đã gây được bao nhiêu tiền, batch 2008 đã gây được bao nhiêu tiền. Và như đó, như vậy thì mình nhấn mạnh là cái việc gây quỹ như vậy á, nó sẽ giống như nó sẽ liên kết được mọi người, những người cùng batch đó dựa trên cái mối hàng của những người cùng batch đó. Thí dụ như bạn làm thì tôi sẽ làm, giống như vậy. Và cái một cái ý nhỏ đó là khi mà mọi người quay về ăn chơi tụ tập cùng với lại chủ nhà á, thì tự nhiên nếu như chúng ta dễ thương, chúng ta cụ tè chúng ta có giống như là cái này thì mình thật sự mình bỏ tiền ra cho chủ nhà khi mà mình cảm thấy họ có thể thuyết phục được mình, có cảm thấy dễ thương và cảm thấy cái sự chân thành nó rất quan trọng, cho nên là mình nghĩ là dùng tình cảm để lặp. Alo, mình nghĩ xin có một chút góp ý với cả các bạn VP năm sau thôi. Thì theo quan điểm cá nhân của mình ấy, là thực sự trong những năm vừa qua thì chúng ta chưa làm được nhiều cho alumni. Thì mình mong muốn năm tới đây này là chúng ta không nhìn alumni như là một đối tượng để funding nữa. Hãy cứ để họ tự nhiên, nếu họ muốn cho thì cho. Còn nếu không ấy, thì chúng ta cũng phải có nhiệm vụ để tạo platform cho họ kết nối với cả các thế hệ undergraduate, các thế hệ khác ở trong VNPU, hơn là các bạn nhìn là funding. Tại vì như mình nghĩ ấy, thì funding các bạn hãy nhìn look out for outside, tức là các bạn hãy nhìn ra ngoài và tìm các cái công ty như mình nói, tất cả các tờ báo các thứ, rồi thì nhiều thể loại công ty khác mà người ta có thể thực sự là hợp tác với mình, thì chúng ta có thể cung cấp cho họ nhiều lợi ích. Và ngay tại bây giờ, thời điểm hiện tại thì thực sự là chúng ta đang có thêm hai công ty nữa đang muốn tài trợ cho chúng ta, và mình không tiện nói tên ở đây, nhưng mà hy vọng là năm sau chúng ta sẽ có thêm hai nhà tài trợ nữa và mình sẽ pass on cho các bạn. Nhưng mà mình hy vọng là alumni các bạn sẽ hướng tới là một trong những đối tượng quan trọng nhất trong năm sau để tạo ra platform cho mọi người về kết nối, tại vì cộng đồng càng ngày sẽ càng nhỏ đi, cho nên là phải là người để kết nối đã chứ. Các bạn đừng có liên quan đến cái gì đến về mặt tiền bạc ở đây. Thì mình chỉ có một ý kiến nhỏ cá nhân của mình. Em đồng ý. Ok, thì mình hiểu câu hỏi của Phương cũng như câu trả lời của hai bạn, nó không liên quan đến cái ý kiến của mình lắm, nhưng mà mình chỉ muốn nói ra để tất cả các bạn ở đây biết, những các bạn nào năm sau làm ấy thì cố gắng hướng tới những cái điều như thế thôi, thay vì việc là lúc nào cũng nhìn đến tiền. Anh chị alumni cũng thực sự là người ta đã ở đây 4 năm rồi ấy, nhưng mình ra trường thì năm sau mình ra trường rồi, thì mình cũng hiểu là nó cái khó khăn nó như nào rồi. Thì thực sự là các bạn không cần phải làm quá nhiều hình thức để xin tiền đâu. Nếu như mà thực sự các bạn làm tạo được platform cho alumni thực sự muốn về tham gia thì người ta sẽ tự cho tiền các bạn, và có thể không phải là tiền, có thể nhiều cơ hội khác nữa, cơ hội về nghề nghiệp nó có thể còn quan trọng hơn cả tiền bạc. Thì chỉ là ý kiến của mình thế thôi. Nếu như ai đó có khả năng, thật sự có khả năng lãnh đạo thì nên tụ tập
nên tập trung mọi người lại. Vì đối với các trường, ví dụ như các trường cấp 3 ở Việt Nam thôi, mọi người cũng đã làm như thế. Và hội tuyển sinh đấy cũng đã quay lại và support cho các em học sinh trong trường rất nhiều, từ việc định hướng nghề nghiệp, định hướng du học, cho đến việc cung cấp học bổng cho các em. Thì tại sao với những alumni tức là rất có năng lực như ở đây, cũng như là sẵn dư giả về cả kiến thức lẫn tài, cũng như tài chính, thì tại sao chúng ta lại không thể làm được điều như thế? Mà thường thường ấy là phân thì nó đổ từ tên đi xuống như tí nào là cái nào cũng tại dưới tên đúng không? Có tên lên ạ. Không nói đùa thôi, nhưng mà anh sẽ ghi nhớ cái tiếng của em và đi vào bài. Anh Bảo cứ nói. Với tư cách là người sắp ra trường, thì sau này thì mong các bạn approach alumni là mà alumni là chỉ cần tình nghĩa và cái kiểu là cái bonding giữa với nhau thôi, chứ không cần phải tổ chức những cái event như này nọ. Như bạn Linh đã nói là chúng ta alumni bọn anh là chỉ cần mọi người có thấy cái tình nghĩa với mọi người gắn bó với nhau thì bọn anh sẵn sàng chi tiền, nhưng không cần phải tổ chức những cái chứ không cần phải tổ chức event này nọ. Mọi người cảm thấy nó không có tự nhiên mà nó nhiều khi nó cảm thấy nó giả tạo. Các bạn bình tĩnh. Thật ra câu của em Mai Phương Lê khá hay, nó nói lên những điều mà mình chưa bao giờ nghĩ tới. Thật ra thì các bạn cũng nên hiểu khi mà đến năm cuối rồi đó, những gì các bạn, cái thay đổi trong suy nghĩ nó lớn lắm. Đến lúc đó các bạn bắt đầu lo việc làm, lo nhà ở ra trường, lo tùm lum tùm la. Đến lúc đó thì thật ra cái priority của VNDU á, một cách vô tình nó sẽ đi xuống, vì lúc đó có quá nhiều thứ đè nặng lên các bạn. Cho nên thật ra thì mình nghĩ là một khi alumni mà đã ra trường ấy, công việc ổn định, lương ngon lành, ở nhà ở ok, gái gú đàng hoàng thì kiểu lúc đó là họ vui mà họ sẽ đóng góp dễ dàng thôi. Nhưng mà các bạn cũng nên bình tĩnh là vì alumni nào cũng thế thôi, cũng có những cái phải lo lắng. Cho nên các bạn không nên đặt expectation quá cao, bạn sẽ có được một nguồn support khủng khiếp từ alumni. Nếu điều đó là sự thật thì nó đã diễn ra lâu rồi. Nên các bạn cứ từng bước nhỏ nhỏ một, như em Bảo nói, cứ để cho bọn mình chơi từ từ, đến khi mà cái mối quan hệ tình cảm nó lớn á, thì từ khác là mình sẽ give back thôi. Cung cấp nhu cầu. Ok, còn bạn ứng cử viên nào muốn trả lời câu hỏi không? Bạn nào muốn đặt thì cũng giơ tay, hình như hết các câu hỏi được trả lời, ai muốn đặt thì. Còn ai có câu hỏi nào nữa? Alo. Cái nào cái hỏi cho Vinh. Con số mà 30 người tổ chức và 200 người cho Unico, em có thể giải thích hơn là kiểu như defend nó không ấy? Bạn biện lên đó. Tại sao em chọn hai con số đấy? Vậy thôi. Ok, còn khán giả nào có câu hỏi nữa không? Có comment. Comment nữa. Đợt câu hỏi trước rồi comment xong. Nếu không ai hỏi thì ok. Chào anh ứng cử viên, mình thì có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là cho Vinh. Thì nói về leadership thì mình, trên ý kiến của mình thì có một điều rất là quan trọng, đấy là sự linh hoạt. Tức là khi mà em nói về việc đưa ra cái lý do cho sự thất bại của, không phải sự thất bại mà không thành công của cái alumni gathering, thì em còn nói về việc là em sử dụng cái nguồn con người chưa tốt đấy. Thì anh thấy là em đã có 2 năm ở VNIDU rồi, thì em có thấy là đến sau alumni gathering em mới nhận ra điều đấy có phải là muộn không, và em có nghĩ đấy là cái sự thiếu linh hoạt của em không, mà em định cải thiện nó như thế nào? Câu hỏi thứ hai dành cho cả hai ứng cử viên.
là mình thì cũng tham gia election năm ngoái, thì có một ý tưởng, tức là có một cái định hướng là tăng cường thêm cái sự support cho các cái club thành viên của VNDU, ví dụ như là Swimming Club này, Hangu Club hay là Football Club. Thế nhưng mà như năm nay thì theo như mình thấy là không có một sự support nào cả. Đấy, thì mọi người có ý tưởng gì cho cái vấn đề này? Còn bạn khán giả nào có đứng có câu hỏi đúng không? Các bạn ứng cử viên có câu hỏi cũng được. Ưu tiên khán giả trước đi, nếu khán giả không còn thì để cho Nhi An trước. Câu hỏi này dành cho hai bạn President ạ. Một trong hai bạn phải nói là những bạn ở Việt Nam đặt priority của VNU là ở cuối cùng. Tức là ví dụ có 3 ECA thì chọn ECA, muốn bỏ ECA nào mà không có thời gian thì chọn bỏ VNU. Thì các bạn nghĩ là lý do có phải một phần là do lý do cách quản lý và cách tổ chức của VNU hay không? Các bạn có cách gì để giải quyết vấn đề này? Thì thật ra mình không nghĩ là VNU là một chỗ mà mọi người muốn chơi thì vào và lúc mà không muốn thì rút. Mình thấy đấy không responsible. Cảm ơn. Còn anh Hưng có câu hỏi? Thì ai có câu hỏi không? Có. Câu này chị muốn hỏi cho VPI và President. Nghĩa là trong năm học vừa qua, nghĩa là kiểu từ những gì mà em đã biết thì em nhận xét mối quan hệ giữa ban chấp hành và AOC như thế nào và làm sao để keep chặt. Tại vì AOC có một cái com riêng và nó hoạt động khá là riêng biệt, nghĩa là kiểu ban chấp hành và AOC cũng liên AOC Freshman Orientation Camp. Các em có ý tưởng gì hoặc là có nhận xét gì về cái mối quan hệ như này và làm sao để cho nó gắn chặt hơn? Tại vì rõ ràng AOC là người mà là những người mà sẽ gặp và sẽ hướng dẫn các em freshman lúc đầu tiên rất quan trọng. Câu hỏi này là dành cho President và VPI. Bây giờ tổng cộng là chúng ta có Khánh là có 3 câu hỏi. Hai câu, một câu cho Vinh và hai câu cho cả hai bạn ứng cử viên. Vi có một câu cho Vinh và chị An có một câu chung cho tất cả các ứng cử viên. Thì bây giờ các bạn có thể chọn ra hai câu để trả lời. Ứng cử viên President có muốn trả lời chưa? Câu hỏi của Khánh là về support của các group nhỏ hơn đúng không? Puzzle, gym với lại swim rồi. Thì lúc nãy mình cũng đã nói với lại một câu hỏi nào đó thì mình thực sự là mình ủng hộ những cái unofficial activities của VNDU, ví dụ như 24 giờ đi gym, đi đá banh, thực sự mình ủng hộ những cái đó. Tại vì thực sự mình thấy những cái thời gian đó là thực sự mọi người có quality time với nhau. Thật sự là ví dụ mà mình đến với một Tết hoặc là 29 thì mọi người cũng đến chỉ để gặp gỡ nói chuyện, nhưng thật sự là nói về quality time thì mình nghĩ nó sẽ không bằng những cái thời gian mà họ đi đá banh chung hoặc là đi gym hoặc là đi 24 giờ với nhau. Thật sự mình nghĩ cái thời gian đó thật sự là một cái gì đó mà anh Vinh Hoàng lúc nãy kêu là vì sao mà senior bonding hơn, mặc dù là không có nhiều hoạt động nhiều như bây giờ nhưng mà thật sự là senior là bonding nhiều hơn. Thì mình nghĩ thật sự là mình, đối với mình thì mình thực sự là support những cái official như vậy, thì năm sau thì nếu mà mình lên cấp như mình sẽ cố gắng là mình sẽ give more support cho những hoạt động như vậy. Như vậy có trả lời câu hỏi Khánh chưa nhỉ? Thì một cách support là có nghĩa là mình sẽ nói như hôm nay là sẽ tổ chức các head đồi nọ, thì ngoại trừ những cái ví dụ như Khánh năm nay là swimming head thì
Thì nói chung á, thì mình đối với Vision thì mình có thể ví dụ encourage các head thì tổ chức các hoạt động regular hơn. Thật sự là nếu mà các head có thể muốn tổ chức competition, nếu thật sự nó thấy thành viên đủ lớn và có thể tổ chức competition thì có thể nộp đơn, có thể là propose đối với ban chấp hành, thì mình nghĩ việc đó hoàn toàn có thể. Rồi câu hỏi thứ hai nữa là về của Mia. Thì nói về VNEU và ECA thì bản thân mình, đây chỉ là suy nghĩ của mình thôi, thì vì sao mà khi mà người ta có nhiều CCA thì người ta lại prefer ra những CCA khác? Thì có nghĩa mình nghĩ là có hai lý do. Thứ nhất là VNU thực sự là họ không có một cái point gì cho thành viên cả, nên nhiều thành viên khi mà họ thấy không, họ không có lợi ích gì về một cụ thể, ví dụ như là point rồi nọ, thì họ cảm thấy những hoạt động họ cần phải hoạt động hơn ở nhiều cái club mà có thể cho họ 5 điểm hoặc là 7 điểm hoặc là 3 điểm như vậy. Đó là một anh mình nghĩ là một phần nguyên nhân. Thứ hai nữa, có thể nguyên nhân thứ hai nữa là do có thể ngọn lửa của họ bị tắt đi dần dần sau khi một thời gian hoạt động VNU. Thì nếu mà để address vấn đề thứ hai thì mình nghĩ là ban chấp hành cần phải thứ nhất là coi lại vấn đề selection, thứ hai nữa là làm sao mà có thể giữ ngọn lửa của mọi người trong suốt thời gian. Câu hỏi cuối cùng là của chị An thì là về FOC. Thì em cũng biết là hiện tại là FOC là thường là được gọi như một special project, có nghĩa là sẽ có một team riêng để tổ chức. Thì em nghĩ là có thể ban chấp hành năm sau có thể đóng góp nhiều hơn cho FOC, thì tại vì cũng đúng là tại vì FOC là một gì đó, là cái impression đầu tiên mà các freshman có về VNU. Cái FOC cũng thật sự là quyết định xem thật sự là họ có muốn tham gia về VNU hay không. Nếu mà chúng ta tổ chức không đàng hoàng thì có thể là những năm sau họ sẽ không còn ai là thành viên của VNU nữa từ freshman. Và năm nay mình thấy là phần lớn các freshman, các ứng cử viên của ban chấp hành phần lớn là freshman, thì mình thật sự là mình khâm phục năm ngoái là thật sự ban tổ chức đã tổ chức thành công để thật sự là mọi người có thể đóng góp đến thời điểm bây giờ. Thì có thể là ví dụ như ban chấp hành có thể là co-chair, ví dụ như là president hoặc là PPI có thể là co-chair của FOC. Thì như vậy thì có thể ban chấp hành có thể thật sự là có định hướng của ban chấp hành có thể ảnh hưởng đến các tổ chức của FOC nhiều hơn. Trước tiên xin trả lời hỏi của anh Khánh về alumni gathering. Câu hỏi của anh Hưng em muốn trả lời riêng cho anh được không? Ok, anh nghĩ là nếu thích thì biết thôi cũng được sao? Ok, em mua qua câu hỏi của anh Khánh. Về alumni gathering thì không, chứ thì em clarify là em chỉ mới có một năm nay là làm việc trong ban chấp hành trong VNTU, và event alumni gathering là event đầu tiên em lead một event. Thì em đồng ý với anh là đúng là sự linh hoạt em chưa có đủ, nhưng mà ở thời điểm đó thì thực sự là em không còn cách nào khác bằng việc là tự mình làm việc hết những cái còn lại, chẳng hạn như là slide, game chẳng hạn. Thì bắt cho em phần em chỉ nhận được cái phần raw thôi, phần rap thôi, đơn giản thôi, còn lại là em làm hết. Thì cái đó nó một phần là do em đã nói lúc nãy là do em set deadline, nghĩa là em tin rằng tới deadline đó em cần những gì thì mọi người sẽ cung cấp cho em đầy đủ thứ đó, và em chỉ việc làm những phần tiếp theo và quản lý những phần tiếp theo thôi. Thì đúng là cái đó em công nhận là em chưa thật sự linh hoạt, nhưng mà đúng là ở vị trí đó thì em không có lựa chọn nào khác. Anh Thái có câu hỏi gì nữa nhỉ? Support từ VNTU cho các club. Chuyện này thật sự rất khó. Nghĩa là mọi người vẫn ủng hộ với nhau là hãy tạo ra những cái club và cùng nhau vui chơi với nhau. Nhưng mà cái việc support từ ban chấp hành em nói thật sự là rất khó.
nghĩa là không thể là ban chấp hành cứ kiểu cho mọi người là cứ đi bơi đi hay là ráng đi đá banh đi chẳng hạn. Cái điều đó là điều không thể. Cái ban chấp hành duy nhất có thể làm mà support về cái này ấy, là phần về có thể là giải thưởng thì cái em nghĩ đến á là có thể là event sport competition lần sau thì những ban chấp hành sẽ đẩy giải thưởng lên chẳng hạn, thì đó là support. Còn nghĩa là còn lại thì không thể mà support các lớp theo kiểu như thế được, thì nghĩa là ủng hộ thôi, nghĩa là kêu là VNTU mình có những cái group như thế này, nếu mọi người vào thì có thể là mọi người cùng nhau hẹn nhau đi bơi đâu đó rồi bên cái group như thế kia. Còn việc ủng hộ trực tiếp thì em nghĩ là khá khó, nghĩa là mình chỉ đưa cho freshman hay cho những người khác cái offer đó thôi, còn họ có nhận hay không thì đó là chuyện của họ. Cái thứ nữa là về priority, câu hỏi của chị Mia thì priority của VNTU, em nghĩ là do mọi người thấy là VNTU không thực sự mang lại những cái lợi ích mà họ cần, với lại có thể là họ nghĩ là họ đã tới NTU rồi thì cái họ phải hướng ra cái môi trường bên ngoài hơn, và có thể là họ nghĩ là ví dụ như là em giả sử nha, nếu mà họ tham gia VNTU vì CV chẳng hạn thì việc gì họ phải bỏ ra 100% sức lực vào VNTU làm gì? Họ có thể tham gia một lớp khác và họ nhận được một cái dòng rất là đẹp trong CV hơn là họ tham gia VNTU. Thì đó là cái mà chính vì những lợi ích mà mình hiện tại mình mang lại cho họ không có, thì điều mà họ drop là điều dễ hiểu thôi. Thì đó là lý do mà em nghĩ là mình phải, không phải là phải mà những event của mình có thể là hướng tới hoạt động vui chơi giải trí thôi. Nghĩa là họ tới VNTU là họ có những phút thư giãn là được. Còn cái vấn đề này nếu mà xét trên phương diện của organizer ấy, nghĩa là những người mà làm event ấy, thì cái đó là mình phải luôn lúc nào cũng phải giữ lửa cho họ thôi. Nghĩa là lúc nào mình cũng phải nghĩ là những cái gì mình làm ở này nó không phải vì một mục đích cá nhân nào cả. Những cái mà mình hiện tại mình đang làm nó chẳng được cái gì cả, nó chỉ là giúp cho một, nếu mà mình không làm thì cộng đồng này sẽ như thế nào, nghĩa là đặt cái đó lên trên. Đó là cái em nghĩ về mối quan hệ với ban chấp hành với LOC. LOC đang là một special project của ban chấp hành, nhưng mà cái em đang nghĩ hiện tại là hai tổ chức này hoạt động độc lập với nhau, khá là độc lập, nó không có một mối liên hệ nào cả. Thì điều mà em nghĩ có thể thắt chặt mối quan hệ này thì nó phải từ ban chấp hành và chair và vice chair. Tại vì em biết cho dù tới một lúc nào đó chẳng hạn như hai event này, hai cái loại hình này nó có phải tách ra đi nữa, thì phải chắc chắn là những gì mà mọi người hướng đến đều là muốn tốt cho các bạn freshman cả, đều phải hướng đến là giúp đỡ các bạn freshman cả. Thì em nghĩ là cái điều thắt chặt này ấy, được thì tốt, không được thì nó cũng không đến mức nào, không phải là tệ. Thậm chí mình vẫn có thể tách rời hai cái này ra, miễn là mục đích cuối cùng của mình là như vậy là được. Mình chỉ có một cái comment cuối cùng về vấn đề các club under view, tức là các cái câu lạc bộ sở thích. Thực sự thì là lúc mà năm ngoái á, khi mà mình ứng cử thì mình có nói là mình muốn để cho các club tự hoạt động và ban chấp hành sẽ support khi nào các club cần. Nhưng mà thực sự, tức là các club phải là những người chủ động lên kế hoạch và chủ động quay trở lại hỏi ban chấp hành, đề nghị ban chấp hành yêu cầu giúp đỡ cái này, giúp đỡ cái kia. Tuy nhiên chúng tôi sẽ rất, về phía ban chấp hành chúng tôi rất vui vẻ để mà giúp đỡ, tức là về funding, về logistics, về manpower nếu như mà có thể. Nhưng mà vấn đề là không có, như mình nhận thấy là gần như không có một cái club nào muốn nhờ
ban chấp hành. Thì như vậy làm thế nào thì mình giúp được các club? Và cái điều thứ hai nữa là mình nhận thấy là bản thân các club như cái head năm nay, tức là những người mà lên làm đội trưởng á, captain á, thực sự là họ như kiểu bị ép lên á. Và họ không thực sự là kiểu như là muốn làm kiểu như thế, mình cảm giác thế. Và mình nghĩ là nếu như mà muốn được một cái sự trợ giúp lớn hơn từ phía ban chấp hành thì các bạn phải có một cái kế hoạch ban đầu cụ thể, từ ngay từ ban đầu là các bạn muốn làm những cái này những cái kia vào khoảng thời gian này khoảng thời gian kia. À, cần bao nhiêu tiền, cần bao nhiêu người, cần logistics như thế nào. Bởi vì chúng tôi cũng không thể nào đùng cái các bạn kêu lên bảo là kêu cho tao 100 đô để tao làm giải thế này thế kia, xong rồi tự nhiên CFC để chạy ra đưa các bạn 100 đô kiểu rất là suddenly, và cái đấy không thể làm như vậy được. Nên là mình cũng muốn verify luôn là nếu như các club muốn hoạt động và muốn có những cái hoạt động rõ ràng và mạnh mẽ hơn ấy, thì tốt nhất là nên có một cái sự tổ chức rõ ràng hơn. Đấy là cái câu trả lời mà mình muốn nói lại dưới một cương vị là một người đã làm. Chuyện này xong. Thì em muốn xin được trả lời câu hỏi của chị An về cái sự cái gọi là thắt chặt của quan hệ giữa FOC và ban chấp hành. Thì FOC là một special project của ban chấp hành. Chúng ta tuyển tra, vice chair, tuyển các head của các team. Tuy nhiên, chúng ta phải luôn lưu ý rằng là một special project nhưng vẫn phải dưới định hướng và sự lãnh đạo của ban chấp hành. Tất cả những việc gì chair và vice chair đưa ra định hướng đều làm đều có sự cố vấn từ ban chấp hành và đã được ban chấp hành đồng ý. Chứ không phải là có thể tự vice chair hoặc là vice chair tự đề ra ý kiến riêng của mình mà không thông qua ban chấp hành được. Nên đây cũng chính là một mối quan hệ. Còn để thắt chặt hơn thì dĩ nhiên như là ban chấp hành có thể tham gia vào các buổi họp của chair vice chair và các sub team chẳng hạn, thể đưa ra các ý kiến và đóng góp, có thể tham gia làm GL, có nhiều cách để có thể join vào. Ngoài ra là em nghĩ là lúc em qua đây ấy, thì buổi em học sinh đầu tiên thấy một anh cao cao lại gầy, chân đầy lông, cầm loa, nghe nhảy, anh Việt Lê. Không, đó là một present rất gần gũi. Lúc đó em còn tưởng anh là người đứng đầu FOC nữa cơ. Như vậy đó, nó đủ thấy rằng là ban chấp hành đã có sự tham gia như thế nào, đã có sự tham gia rất sâu rồi. Đó, chúng ta rất là sâu. Chị An lúc đó là cũng là đi theo cùng team với em. Lúc đó em không biết chị An là Hosea đâu. Em nghĩ chị An là một người nào đó làm gì đó rất lớn trong FOC. Như vậy nó đủ thấy rằng là những thành viên của ban chấp hành đã có tham gia vào trong FOC, đã có mối quan hệ chặt chẽ và đã có đóng góp của mình. Em cũng muốn trả lời thêm một phần, đó là về cái priority giữa VNTU và các tổ chức khác. Thì cái mà em nói là nhận thức. Nếu mọi người tự nhận thức được rằng mình sang đây học, mình vẫn là một sinh viên từ Việt Nam với cộng đồng Việt Nam mình, thì ngay lúc đó mình sẽ tự có một cái priority riêng cho mình. Và cái nhận thức đó không phải các event của VNTU có thể thay đổi được. Chúng tôi chỉ làm cho bạn có thể tin được rằng VNTU là một cộng đồng của các bạn. Còn nhận thức của các bạn về chúng tôi hy vọng rằng sẽ được thay đổi dần dần. Nếu như ban đầu nó không tốt thì sau đó qua các event thay đổi dần dần, qua những impression đầu tiên. Chúng ta không thể force mọi người, nhưng mà mọi người cũng sẽ có nhận thức của riêng mình. Nên cái priority này em nghĩ nó thiên về cái nhận thức nhiều hơn. Và cách chúng ta làm chỉ là tổ chức những event ngày càng tốt hơn để phục vụ cộng đồng thôi. Đây là một cái society đòi hỏi cái responsive, thì cái này đến từ thứ nhất là tự hào dân tộc, thứ hai là tình cảm của những người con người gọi là cùng sinh ra trên một đất nước. Thì em nghĩ rằng là cái nhận thức của mọi người sẽ có, em nghĩ là sẽ có một cái sự cân nhắc giữa VNTU và các khác. Xin cảm ơn. Hãy
To lên, nó to lên. Xin trả lời câu hỏi chị An như sau. Em thấy thì những năm gần đây LC có xu hướng là khá là độc lập. Khi mà ban chấp hành không tham gia quá nhiều công việc LC. Theo nghĩ thì cũng khối giống như Nhật, đấy là mặc dù là LC có tuyển chọn riêng, có người đứng đầu riêng, có hoạt động riêng nhưng vẫn không thể tách rời so với cộng đồng và ban chấp hành. Và là một thành viên trong bên core của LC hôm nay, em thấy thì việc hỗ trợ của ban chấp hành là khá ổn, nhưng em chỉ nghĩ rằng năm sau ban chấp hành có lẽ sẽ cần hỗ trợ nhiều hơn LC trong việc nhất là đưa ra định hướng. Định hướng của LC dù có thế nào thì vẫn không thể xây dựng được định hướng chung của một cộng đồng. Thứ hai đó là hỗ trợ hơn cho việc làm việc với trường, và cùng là ban chấp hành cũng cần thường xuyên giám sát quản lý hoạt động của LC hơn nữa. Còn bạn ứng viên UBI là muốn trả lời câu hỏi chị An. Em áo sơ. Cho anh hỏi câu. Anh không hỏi ứng cử viên. Anh nghĩ là ứng cử viên sẽ muốn biết cái này. Mình muốn hỏi các bạn là các bạn không vote, các bạn sẽ vote người như thế nào? Bạn nào thích trả lời hay randomly trả lời? Để cho ứng cử viên nghe thử xem các bạn. Không, anh không hỏi em. Em là người vote mà. Em, anh biết, nhưng mà bây giờ anh muốn dành câu hỏi dành cho các bạn. Chắc các bạn cũng đang buồn ngủ, phải cho các bạn nói tí. Các bạn sẽ vote dựa trên tiêu chí này, các bạn thích chọn vị trí nào cũng được. Mình biết một bạn nào chưa nói nãy giờ đi nhỉ? Bạn này nói nhiều. Đây, Trang giờ đúng muốn nói không em? Em đều Yên Hòa. Nói rồi em ơi. Dạ, ngắn gọn thôi. Khi vote thì em sẽ vote một người có năng lực theo những gì mà em theo dõi và chứng kiến được trong ngày hôm nay. Em sẽ không dựa vào những mối quan hệ thân thiết hay không, và chỉ dựa vào một người mà em tin tưởng và nghĩ rằng sẽ có trách nhiệm đối với cả cộng đồng. Cảm ơn em. Anh Huệ, anh ý kiến của anh như thế nào? Được rồi. Thật là chúng tôi rất muốn nghe ý kiến của anh Huệ. Cho mình nghe cái câu hỏi. Câu hỏi là nếu như anh Huệ bây giờ lên vote thì anh Huệ sẽ vote cho ứng cử viên như thế nào? Câu này hơi khó với mình. Mình random lắm. Mình nghĩ nếu mình chọn thì mình sẽ chọn bạn nào đấy mà mình cảm thấy là có tầm nhìn. Mình thực ra thì các cái vị trí mà những người mà cho từng vị trí thì mình đã có trong đầu rồi, nhưng đương nhiên là không tiện để nói ra. Không cần nói đâu. Có những người mà mình nghe người ta đi bếp cảm thấy là người ta có nhiệt huyết hơn hẳn, là có tầm nhìn là nó và người ta serious vào công việc. Mình chọn những người như thế. Anh Huệ đúng không, đơn giản. Bạn cuối, một bạn cuối, có bạn nào muốn được nói? Bạn Anh Ngân. Em đề nghị ai vừa nói câu đó xem chặn lời nói của mình nha. Mình nghĩ là mình sẽ vote những bạn nào mà mình qua quá trình làm việc với bạn đó, nếu chưa qua quá trình làm việc thì mình sẽ nhìn các bạn làm việc của bạn đó, và qua cái những gì các bạn ấy đã thể hiện trong buổi debate ngày hôm nay cũng như trên forum, xem xét biết là về tính serious của các bạn ở đối với VNMTU, các bạn thật sự muốn làm không? Bởi vì khi mà làm trong năm sau một nhiệm kỳ dài một năm thì rất là mệt mỏi và có rất nhiều là
sự nhiệt huyết và bên MTU để duy trì được cái hoạt động của mình trong một năm. Thì mình hy vọng là ai lên thì cũng giữ được cái nhiệt huyết đó và nhớ những gì các bạn nói ngày hôm nay trên forum để mà có thể cố gắng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình. Thôi để Lê tí nữa kết. Thôi chỉ nói một câu thôi, tức là mình rất là cảm ơn các bạn đã ra ứng cử ngày hôm nay. Tại vì thực sự là đây là cái quyết định rất là, mình nghĩ là tốn rất nhiều suy nghĩ và rất dũng cảm của các bạn. Mình thấy thì hôm nay ai lên cũng được không? Thật sự mình thấy ai lên cũng được, bởi vì tất cả các bạn đều mong muốn đóng góp cho cộng đồng. Thì chúng ta cứ đóng góp luôn bằng tất cả sức lực của mình, chứ còn ai hơn ai nó không quá quan trọng. Quan trọng là ý kiến của các bạn đều được lắng nghe bởi tất cả mọi người ở đây, bởi rất nhiều người khác. Và các bạn, thực sự các bạn nên nghĩ cái này nó không phải là các bạn cần phải thắng, mà là các bạn đã được nói và được lắng nghe. Các bạn, mình thực sự rất là cảm ơn các bạn vì các bạn đã làm cho mình có một cái niềm tin trở lại với cả cái cộng đồng mình sau một năm làm việc và thực sự. Mình rất cảm ơn các bạn. Bởi vì thời gian buổi debate có giới hạn, cho nên là nếu mà các bạn nào còn có câu hỏi gì nữa thì có thể đặt trên forum cho các bạn ứng cử viên. Thì về phần phần chính của buổi debate ngày hôm nay kết thúc ở đây, thì tiếp đây thì mình sẽ phần giới thiệu về online voting system, cách thức bỏ phiếu. Làm gì đó. Về hệ thống voting thì ngay sau buổi debate này thì các bạn có thể bắt đầu vote. Để vote thì các bạn sẽ lên trang web vnvu.com, trang chủ vnvu. Hiện tại thì vừa có một tab election đã được lập. Đó, các bạn có thể thấy tab election 2014. Anh quay lại. Để vote thì các bạn sẽ phải lập một tài khoản ở trên trang chủ VNU. Tài khoản này là hoàn toàn độc lập với cả tài khoản forum. Và để lập tài khoản này thì các bạn có thấy một ô đăng ký ở đây. Register, có nút register. Sau khi mà các bạn đăng ký thì sẽ các bạn phải đăng ký bằng email là a.ntu.edu.sg. Dạ không có e. Sau khi mà các bạn đăng ký cái tài khoản này thì sẽ có một email gửi đến địa chỉ email trường của các bạn, và sau đó khi các bạn xác nhận thì tài khoản sẽ được lập. Còn đối với các bạn mà từ năm 2 trở lên, năm ngoái đã tham gia vote election rồi, thì các bạn chỉ việc đăng nhập. Nếu các bạn quên pass thì có thể contact anh Tuấn Lưu Huề. Các bạn nhớ là phải để đăng ký bằng tài khoản tài khoản không có e a.e.ntu.edu.sg. Bình thường là e.ntu.edu.sg, nhưng mà để đăng ký cái này thì sẽ không có e nữa. Đây ví dụ anh Hòa sẽ đăng ký thử để đăng nhập thử một tài khoản. Để vote thì các bạn vào tab election 2014. Xem vote của anh Hòa. Anh Hòa vote luôn. Vote vào bạn. Bấm vào VNDU election 2014. Ở đây sẽ vote demo thử một lần luôn. Các bạn có thể thấy hình các ứng cử viên cho từng cái vị trí, và các bạn chọn người mà các bạn cho là xứng đáng. Đây là demo thông cảm. Đây là demo. Sau đó có thể undo các bạn vote lại nhiều lần. Chị đâu có để cái hình đó, chị đổi hình.
Sau khi vote xong thì các bạn sẽ thấy được cái những cái vị trí mà mình đã vote, những người mà mình vote là gì. Các bạn để xác nhận là vote thành công thì có một cái hàng chữ đỏ này, thank you for voting. Chữ đỏ cho nó đổi. Các bạn có thể vote lại bao nhiêu lần tùy ý, chỉ lần vote cuối cùng mới được tính. Để xem lại cái vote của mình thì các bạn có thể bấm vào phần My Vote. Đây là trang My Vote. À. để xem lại đưa mình nói. Để xem lại cái phần vote của mình thì bạn lại đưa anh tuôn lượng về nó. Để xem lại vote của mình thì các bạn lại vào đúng trang vote, xong rồi vào xuống cuối sẽ có nút My Vote ở đây. Thì nó sẽ hiện ra như thế này. Ngoài ra thì hiện giờ chưa có phiếu nào được mở, nên là chỗ này nó ghi là không có kết quả. Nhưng mà sau khi phiếu đầu tiên được mở thì chỗ này sẽ có một đường link dẫn đến trang kết quả. Nó mọi năm gọi là đua ngựa. Bây giờ mình đưa cái link ra ngoài đây, là có thể chờ vote đầu tiên mở hoặc là ấn vào đây. Nó tra sang như thế này. Vote này thì sẽ chỉ được mở khi mà vào tối thứ bảy tuần sau, tức là ngày mười mấy nhỉ? Ngày hôm nay đúng rồi, ngày mùng năm tháng tư. Thì sẽ có một buổi public mở phiếu. Các bạn có thể đến xem buổi public mở phiếu này, hoặc là theo dõi đua ngựa từ nhà. Các bạn còn câu hỏi nào về cách thức bỏ phiếu không? Có ai có câu hỏi gì không? Sao anh? Được quyền bỏ phiếu trắng. Có thể anh vote 3 vị trí, một vị trí còn lại anh thấy không ai phù hợp, anh có thể bỏ phiếu trắng. Ok, nếu không có câu hỏi nào nữa thì buổi public debate cho ban chấp hành nhiệm kỳ 14 xin được kết thúc ở đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn tình nguyện viên đã thể hiện hết mình, và mình xin chúc cho tất cả các bạn có thể vote được cho những người, tìm những người xứng đáng cho ban chấp hành nhiệm kỳ 14.